Không, tên cung rồi đó. Rồi đó. Để em bật ở dưới. Em cứ rơi cùng anh trăng về nhỏ. Bắt điện thoại chị đi, bắt điện thoại chị đi. Hello mấy chị yêu. Xem like, chia sẻ và giùm chị em Thương nha mấy chị yêu. Rồi, hello mọi người. Ai đã vào được trong cái live stream này của shop em thì nhanh tay chia sẻ bài nha mọi người nha. Nhanh tay chia sẻ bài mấy chị yêu của em ơi. Hôm nay lên toàn là siêu phẩm thôi nha. Mấy chị mà không chốt, mấy chị mà không có live stream trưa hôm nay rất là tiếc luôn. Chia sẻ bài đi mấy chị. Tag tên bạn bè người thân của mình vào luôn hộ em mọi người ha. Để mình để tránh tình trạng ẩn comment, mấy chị tương tác bài mạnh tay với shop em nha mấy chị yêu nha. Chứ không là xíu nữa là ẩn comment là không chốt được thằng đẹp đó mấy chị yêu ơi. Chia sẻ bài mạnh tay lên mấy chị. Có hội nhóm chia sẻ hội nhóm mấy chị yêu ha. Có trang cá nhân chia sẻ trang cá nhân lên giùm em luôn mọi người ơi. Áo mặc bán cho mình cho lên áo em. Trưa nay áo laptop rất là nhiều luôn. Chia sẻ bài giùm em Thương nha. Hello Mạnh Nguyễn, hello chị Phan Thế, hello chị em Cà Chớn nha. Xem like chia sẻ bài giùm em Thương nha mấy chị. Hôm nay em lên áo khoác bé và hàng áo không dài tay form nó cỡ laptop như thế này nha. Form rất là đẹp luôn. Mấy chị chia sẻ bài giùm em Thương với. Tắt tên bạn bè chia sẻ mạnh tay giùm em. Hello em Ngọc Hà. Chào hết tất cả các chị yêu. Chia sẻ bài lên. Mọi người ơi, có chị nào chưa chia sẻ không? Chia sẻ mạnh tay lên giúp em nha. Ok em Trăng Ngô. Quá đáng mạch còn không. Ờ quần đang mạch hết rồi gái Trăng ơi. Quần đang mạch hết. Bà kêu quá đáng chưa đi hồn chưa bà quá đáng. Okay. Rồi em lên đồ nha mấy chị luôn nghe. Đầu tiên em lên cái đồ bé xe đó qua luôn áo phung nha mấy chị. Áo phung dài tay em về nhiều lắm mấy chị ơi. Gần 500 cái luôn. Rồi giờ lên mấy chị ơi. Áo khoác bé, áo khoác dù của bé 65 ngàn hàng 2 lót. Hàng 2 lót nha mấy chị yêu. Nó có size S, M, L, XL và 2XL. Hàng khoác quá trâu cực đẹp. Đặt 69. Em đi, em không mình khoác bé 69k đi. Quên, 65k. Hàng 2 lót nha mấy chị ơi. Phía sau nó có in hình bắt gấu nè. Mẫu nó có tai nè, cực kỳ đẹp luôn. Hàng là có size SML là mấy chị biết cái hàng của nó là ở đâu, 65 ngàn. Mấy chị biết ở đâu rồi, đây nè. À. Dạ, hôm bữa chiều chủ nhật em hộp chi bộ chị yêu. Phía này là thiêu gấu nha. Hàng là hàng 2 lót. 2 lót, sao tận cứ 2 lót, 2 lót. Và đặc biệt là cái lốp lót bên trong của nó là bằng vải, cực kỳ đã luôn nha. Không phải bằng giấy dù nắng nực đó. Nên mùa này, mùa nào mấy chị mang cũng được hết trơn. Đó. Rồi chốt cho em khóc bé. Khóc bé là size S. Size S là 10 đến 12kg. Nói chung là từ 12kg là size S. Mỗi size nhẽ lên 2kg giùm em Thương nha. Khóc bé 13kg chị Ánh Tuyết. Rồi 13kg đúng không? 13kg là M. Nói chung là khóc bé là 12kg là size S. Cái gái gì mang cũng được hết. Cái gái gì đều mang được nha mấy chị yêu ơi. Rồi 65 ngàn. Ba lem ký không có chị Trương Ánh ơi.
Form này tới 20kg thôi mấy chị yêu. Khoác bé form 20kg thôi nha. Khoác bé form 20kg 65.000 một áo. Chắc bao xịn sò cho mấy chị luôn. Hàng nó gắn size SML là mấy chị yêu biết chắc của nó rồi. Đó, thấy chưa? Thường hàng Việt là nó hay gắn số 1, số 2, số 3. Hàng này hàng chuẩn hàng Quảng Châu luôn. Lớp lót bên trong của nó cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị yêu. Bật quạt em xì nóng quá. Nè, lớp lót bên trong nó là bằng vải luôn, rất là đẹp luôn. Rồi ai chốt vải khoác vàng, khoác vàng kèm theo số ký hoặc là biết size của con mình thì chốt cho em Thương nha. Lấy lần lượt từng mèo mấy chị, khoác biết 2-3kg. Em 2-3kg được. 2-3kg nhỏ. Không được chị yêu ơi. Chúng mà 20 L nhưng mà chị không dám bắt 2-3kg đâu. 20 cái đổ xuống không mấy chị? Em bắt tầm 20 thôi mấy chị. Em hai cái. Này. Ok chị yêu ơi, một cái 12, một cái 17 chị. Cái 17 không? Một cái 12, một cái 17. 17 size XL. Không có áo khoác tay 38kg nha chị yêu Nguyễn Thị Mỹ Huệ nha. 38kg có mấy mèo thôi. Em lên lần lượt từng mèo, có mèo vàng nè. Rồi mèo vàng 65.000 nha mấy chị yêu dấu của em ơi. Chắc của nó là bao đã cho mấy chị luôn. Thật sự luôn. Mấy cái 12kg nữa. 12kg đúng không? 24kg là không có size mấy chị yêu ơi. Rồi hàng có size SML cho mấy Thương nha. Hàng có size SML, SML, XL và 2XL. 12, 12, 14, 19, 18, 20 SML, XL, 2XL. Có size 2XL nhưng em bóc tầm 20kg thôi cho các anh. Rồi bóc mấy chị chặt mấy con. Cảm ơn chị nữa. SML, SML và 2XL 65.000 một áo mấy chị yêu dấu ơi. Form đẹp cực kỳ nha. Chắc nó là chuẩn chắc luôn. Đó, rất là đẹp. Đây, mặt trước là nó thiêu hình bắt gấu rất là dễ thương luôn nha. Mặt sau của nó nè mấy chị yêu dấu, mặt sau của nó là hình bắt gấu. Lấy tới 20kg ok chị Hồng Kim đi. Bộ nó đều có luôn. Có 12kg không? Dạ có chị Nguyễn Tiền ơi. Từ 12 đến đây, tầm khoảng 20kg nha. Hồng Kim Lê 20 nè. Chị Nguyễn Tiền chốt báo em. Áo chị Thương đang mặc bao nhiêu vậy? Áo chị Thương lát nha. Lên nha mấy chị, nhiều mẫu nhiều kiểu lắm. Chờ xíu nó Thương lên nha. Thương qua mấy cái khâu khóc bé ra là Thương lên liền. Và mấy áo khóc bé thôi. Chào chị Nguyễn Minh. Rồi 65.000 một áo, hàng em có size SML và XL. Khóc riêng bé trai là ok chị yêu. Khóc riêng hả? SML, XL và 2XL. Đó. Không có khóc 40kg thì bất ngờ cái mẫu này em tới 20kg thôi. Rất là dễ thương luôn. 65.000 một áo. Trời này khóc gió khóc cho bé 20kg chị Mỹ Dung. Gió cho bé là quá ok. Chị Mỹ Dung ơi, lên trên thông tin số điện thoại đi chị yêu ơi. Chị có bên em một cái áo len nữa đó. Lên trên thông tin số điện thoại nha. 65 ul mấy chị. Mỹ Dung hai cái. Ok chị Mỹ Dung. Hai cái 20kg thôi. Chị Mỹ Dung có hình em bé đang đậu nó lên trên thông tin số điện thoại nha mọi người. Rồi. Không, một cái nữa. Chị khác. Rồi, 20kg. Chị nào chưa thông tin số điện thoại lên giùm em luôn mọi người ơi. Đây mấy chị yêu đẹp lắm. Mặt trước nó là thiêu nha. Mặt sau của nó là có in hình bắt gấu. Mẫu nó cũng có hình luôn, có miệng luôn. Cực kỳ dễ thương. Hàng có size SML 2XL luôn mấy chị ơi. SML và 2XL, đặc biệt cái lớp lót bên trong nó là cái lớp vải nha. Lớp vải cực kỳ mát và cực kỳ sướng cho bé luôn. Không phải cái lớp dù. Đó, rất là dễ. Nói chung là mặc lên form cực kỳ đẹp và cũng cực kỳ ấm cho bé luôn. Hàng 2 lốt. Rồi chị nào chốt cho em mẹ khóc vàng kèm theo số ký hoặc là biết size của con mình rồi thì chốt nha. Chị Mỹ Dung chốt một khóc 20kg lên trên thông tin số điện thoại nha chị yêu ơi. Khóc 20kg chị son vỏ. Rồi, ok chị SML, XL và 2XL. Giá của nó là 62kg nha. Ok chị Nguyễn Tiền. Giá của nó là 65.000 một áo. 12kg. SML, XL nha mấy chị yêu. SML và 2XL. Rồi 20kg chị Diễm Nguyễn. Ok Diễm Nguyễn. SML và 2XL. Cho em coi áo 20kg thử chị. Chị đang cầm không? Ờ đúng không? Chị 20kg thì em đang cầm đó mấy chị. Gửi rồi chị Lưu Phúc Nha nha. Tạo kinh đó. Áo bé 37kg là em không có chị. Cái này em chỉ có tới 20kg thôi mọi người. Có xa 2X tới 20kg thôi mấy chị yêu. SML, 2XL và XL và 2XL.
Rồi mấy chị yêu chốt khoác xanh nha, khoác xanh 65 ngàn một áo, đầy đủ size S, M, L, XL và 2XL giống y vậy luôn. Mẫu y chang mèo khác giúp em Hương nha. Rồi mèo xanh, chốt cho em là khoác xanh kèm theo số ký ánh nhiệt 20kg, ok. Cái màu vàng ấy thì ánh nhiệt 2 cái màu vàng 20kg. 2 cái em 1. Bỏ đó bị nước cầm chai nước, nước ái nó bị nước. Ok, cho ánh nhiệt chốt một cái màu vàng 20kg nè. Mèo xanh này mấy chị yêu? Mèo xanh, xanh không có 35kg chị bỏ nhị ơi. Em lên từng mèo mấy chị ơi. Quá dễ thương, nó có 3 mèo thôi, cam vàng và xanh. 22kg là không vừa chị yêu ơi. Khóc bé 20kg màu xanh cho chị yêu cà chớn. Đây này 20kg. Con cầm nó hoài không đi con, cầm nó hoài không đi. Xanh 18kg chị Anh Duy Nguyễn. 27kg không có size chứ yêu ơi. Áo khóc rỉ mấy chị yêu Tiền Lê ơi. Áo khóc rỉ em. Hàng 2 lốt nha mấy chị yêu. Hàng 2 lốt nha. 65 ngàn một áo à, 65 ngàn một áo. Chắc bao đẻ cho mấy chị luôn. Không hàng có 22kg chị Thấm Trần ơi. S, M, L và XL và 2XL. Em nghĩ là tầm 20 thôi, 22 sợ nó ngán với nó chặt á chị. 25kg là em không có khóc này, chị Văn Đặng Thị Ngạc nha. Cái này rồi, em có tới 20 thôi. Ai chốt khóc xanh kèm theo khóc xanh cho em nha. Rồi em có mèo cam nữa là hết. Hàng em chỉ có 3 mèo nha. Một xanh 20kg chị Lên Duy Nhung. Xanh 12kg cho chị Úc Cô quả mặn ấy. Vàng không có 35kg mấy chị. Xanh 25kg không có đâu. Cùng 2kg, không phải Úc Cô nào. Úc Cô này ok chiếu nè. Khóc xanh 22kg là không có chị gái Trần. Em sợ mang nó hơi chặt, bị ngắn đó chị. Tầm 20kg thôi nha mọi người ơi. 15kg cái nào cũng có size hết đó chị Ngọc Trương. Mèo nào em cũng có đầy đủ size S, M, L, XL và 2XL nha mấy chị. Có 3 mèo vàng xanh cam. Cái màu cam cũng tạo quá chừng luôn á. Mèo nào cũng đẹp, nói chung là 3 mèo áo khoác mèo nào cũng đẹp và đầy đủ size. Đó, mấy chị yêu thích chốt mèo nào thì mình chốt thôi nha. Còn đầy đủ size cho mấy chị yêu luôn. S, M, L, XL và 2XL. 3 mèo này trai hay gái gì mà cũng được hết á. Đó, 3 tông màu cơ bản. Hàng khoác em có 3 màu nha. Hàng khoác em có 3 màu. Không có 25kg mấy chị, tầm khoảng 20kg đổ xuống thôi mọi người ơi. Áo khoác bé em có 3 màu. Rồi mấy chị yêu tha hồi chốt. Đầy đủ size cho mấy chị luôn nha. Dơ lên khoác xanh 20kg chút chị gái Trần. Ok chị yêu. Xanh 12kg chị Úc Cô hả? Chị Úc Cô em chốt rồi chị yêu ơi. Xanh 2kg chốt chị đầu nha. Chị nào muốn lấy thêm thì comment là thêm nha mọi người nha. Chút một lần thôi mấy chị. 20kg chị gái Trần màu xanh này. Dạ không có 30kg chứ. Dạ khóc xanh 22kg. Chị Bích Phượng không có 22kg. Chốt vàng 20kg nha. Ok Bích Phượng nè, một vàng 20kg. Vàng 20kg và một cái cuối cùng 22kg em sợ nó chặt mấy chị yêu ơi. Chốt có 20kg thôi, mặc cho rộng rãi thoải mái nha mọi người. Rồi em qua mẫu nha. Xanh mừng lên ký chị Sương. Mừng lên tiếp không? Xanh mừng lên ký. Xanh mừng lên ký cho chị Sương. Dạ. Có lô nào em về lô nấy chị Thu đi nha ha. Các bạn về đồ bộ Quảng Châu cho bé rất là đẹp luôn nha. Rồi, áo khoác bé. Em qua mẫu khoác bé nha. Em có 3 mèo vàng xanh với cam nha mấy chị yêu ha. Chị nào chốt cái mèo nào báo luôn em. Nga Nguyễn Hồng, mèo vàng 16 và 20kg xanh. Ok chị yêu luôn nè. Cái vàng 16kg và lại cái xanh 20. Chị Ivy Lê Dạ dạ. Vàng 16 chứ lại xanh 20. Vàng 16 xanh
ai mơ hết rồi chị IP Lê Thị ơi, phải không chị? Còn khác. Rồi ok, chốt chị đó luôn đi. IP Lê Thị một cái vàng 2 mưng luôn. Không, vàng 2 mưng. Ờ, còn 2 mưng đây. Rồi cái lại xanh 2 mưng. Chị lấy cái xanh 2 mưng đi chứ. Rồi, xong em qua mẫu. Rồi ok mấy chị. Rồi em có 3 mẫu áo khoác em có treo ở phía sau nha mấy chị yêu. 3 mẫu khoác cho bé có treo ở phía sau. Xanh 20 có không chị yêu? Xanh 20 còn. Ok, chị Bích Phượng lấy một sơ. Và lấy xanh. À, xanh 20 chị Bích Phượng có lấy không? Lấy thì bảo em nha. Không có 30 ký chị. Còn đây ấy khắc chốt lại cho nó trồng cái chốt. Ờ, em biết rồi. Xem cái 20 thử to không chị? Cái 20 hả? Xanh 20. Đó, 20 cái vàng đấy, giữ luôn khắc to. Đi khó đi. Nhưng mà em còn mà xanh thôi. 38 chị Kim Anh. Chị Kim Anh ơi, hàng có chị lấy là chị lấy hả? Hay sao chị yêu ơi? Lên trên thông tin số điện thoại đi. Thấy đơn nó nhiều lắm rồi á. Vàng 18. Vàng 18. Đầu vàng 18 chị cành trung nhiên luôn, hai cái. Xịn sò nha. Wow. Em thương đang mang 59.000 một áo nha, hàng bô rít xịn sò. Hôm nay phải rơi sai luôn nha mấy chị yêu. Dạ, có em bé này tầm khoảng 20kg đổ xuống chị Thị Lợi Vui ơi. Đỡ em mèo xanh được không chị? Chị Mỹ Dung nè, chị chưa lên trên thông tin số điện thoại luôn á chị yêu ơi. Lên trên thông tin số điện thoại đi chị. Xin từ nãy giờ mà chị không có lên. Rồi, á em thương đang mang. À, đổi em màu xanh được không chị? À, đổi màu xanh hả? Cái màu nào cũng đẹp hết trơn á chị yêu ơi. Có lên chị yêu ơi, Nguyễn Minh. Rồi, giờ em thương lên nè. À, chị Nguyễn Minh ơi, chị đã nhận được hàng của bên em gửi cho chị chưa? Áo này nhiêu ký mặt vừa, từ tầm khoảng 20 cái đổ xuống chị Bảo Trâm nha. Vàng 17 chị Lâm Lê. Vàng 17 Lâm Lê. Áo khoác này tầm khoảng 20 ký mấy chị. Lấy vàng cho tôi 20 ký chưa? Lấy rồi chị Ivy Lê Thị nha. Lấy rồi, lấy rồi. Lấy cái sao chị yêu? Không lấy vàng. Bích Phượng. Là chị lấy bao? Xanh 20 ký nè. Chị lấy xanh, xanh bao nhiêu ký? Xanh 20 ký ha. Ok. Xanh 20 ký. Không có khóc 30 ký mấy chị. Vàng em còn 20 ký cho mấy chị. Ok, em. Chị Thúy Phạm luôn. Rồi vàng 20 ký cho Thúy Phạm. Mấy chị, ai chưa có thông tin số điện thoại thì lên giùm em thông tin số điện thoại mọi người ơi. Thật sự luôn. Khóc 30 ký là em không có mẫu này thì Lợi Bùi nha. Khóc 30 ký có khóc riêng thôi mấy chị ơi. Khóc riêng nha. Rồi áo em thương đang mang giá là 59.000 nha. Áo phía sau là nữ chị Nguyễn Minh. Thun ở phía sau là hàng thun phông rộng nha, 55.000 một áo, có là đủ xa, là đủ mèo. Rồi bắt đầu chốt mã áo Thun đang mang nha. Áo khoác xanh 20 ký em ra lấy, Thấm Trần hết 20 ký. Hết 20 ký chị Thấm Trần ơi. Hết xanh 20 ký. Rồi đẹp chưa mấy chị yêu ơi? Tím hoa cúc. Cái này cài cái này là cài nút hay sao? Có chị hỏi cài nút. Không, nút là nút giả em yêu chung nha. Hàng này hàng chung vô. Rồi hoa cúc. Tím hoa cúc. Không có đỏ chị Lê Đinh. Vàng 18kg có không? Dạ có chị. Vàng 18kg còn. Mèo cam 20kg em còn. Vàng 18kg em chốt chị đâu á chị Kim Anh ơi. Chị có cần thông tin không em? Cái bà thiệt. Đúng là cà chớp thiệt. Rồi cái này cháu em mà tím hoa cúc nha. Giá nó là hàng Vương Bô Rít Xịn nha mấy chị yêu ơi. 59.000 một áo chốt cho em mã tím hoa cúc này. Tím hoa cúc cho chị Thắm điện thoại. Rồi, tím hoa cúc. Rồi, 5 con tím hoa cúc. Một mẫu rồi. Tím hoa cúc. Chốt hàng dài tay về mặt cái quần rin mấy chị. Chung đơn mạnh nguyên. Mình áo. Ok mình chị yêu. Áo mình tôi mình áo lên 9 kem. Áo dài tay lên 9 kem. Chị Tam bỏ lấy bao nhiêu ký? Áo này đẹp quá. Cầm vỏ dạng 15 ký.
chuyên của căn vỏ hay rồi đến từ đánh giá hả? Vàng cam hay xanh trầm vỏ ơi, áo chị mặc là hàng phun Boris xịn nha mấy chị yêu ơi. Ok thì trầm vỏ là tím hoa cúc của chị Nguyễn Minh, cho chị cài chớm tím hoa cúc. Tím hoa cúc của chị Lưu Nguyễn. Đêm đông là sao, đêm đông nhớ ai. Nguyễn Minh một cái này, cài chớm một cái nè. Á khóc vàng, rồi nó lấy khóc vàng. Lưu Nguyễn tím hoa cúc nè. ML có 2 XL em yêu. Tím hoa cúc hả chị? Nga Nguyễn Hồng là hết tím hoa cúc nha mấy chị. Rồi hết tím hoa cúc mọi người ơi. Hết tím hoa cúc không? Rồi em lên mạng tím nhíu. Đậu tím hoa cúc lấy tím này đi, cái bà này thiệt tình. Tím nhíu đó chị yêu ơi, đẹp quá. Ok, vậy tím hoa cúc em cho chị Lê Thắm. Wow, tay cái tay của cái tím này là có bo luôn mấy chị ơi. Cà chớm không mấy, chú của chị Lê Thắm. Cái này đẹp quá. Rồi cái này chốt em mẹ tím nhíu. Tím nhíu, nè. Nè, đó, tím nhíu nó tay nó có bo. Đâu cái chị áo gì tầm bỏ đâu. Tím nhíu. Cà chớm nhiều chuyện quá nha. Chốt em mẹ tím nhíu. Mình vừa nhận rồi, ok chị Nguyễn Minh. Nhà mình cái ông nậu shipper, ông như gà đời vậy. À, hàng này không Boris xịn sò luôn mấy chị ơi, co giãn cực kỳ. Nên foam này ba mấy ký, 60 ký mang vô tư luôn, số 2 ký mang vô tư. Điều mấy chị thích mặc foam ôm hay foam rộng không? Chứ còn hàng này là mặc vô tư nha mấy chị yêu dấu. À, rồi chốt cái em mãi là mã tim nhíu nè. Đâu này em gọi ra đi đâu nha mấy chị. Chốt cái em mã tim nhíu. Hot xanh. Để có bình luận gì đi mấy. Hot xanh. Chị, cho chị hot xanh 15 ký, cho chị Lý Đinh. Hot xanh 15 ký, Lý Đinh. Mười lăm ký mặc sai bắt đầu chị yêu ơi. Tím nhíu cà chớn chốt không không? Tím nhíu cà chớn chưa dục xuống mà đi một cái. Rồi chốt em mẹ tím nhíu. Năm con tím nhíu. Tím nhíu cà chớn. Ờ chị lấy em sao lờ. Tím nhíu nhung trần. Rồi. Tím nhíu tiền lê. Rồi. Tím nhíu kim liên. Rồi em qua xanh nhíu mấy chị yêu dấu. Xanh nhíu. Xanh nhíu. Ôi em thích nhất là cái tay của nó này mấy chị ơi, nó bo bo phồng phồng rất là đẹp luôn, đẹp chưa? Rồi cái này chốt em mã xanh nhíu này, xanh này rất là đẹp luôn, mà xanh giống y thương đang mang này mấy chị ơi. Ở phom thương đang mang là phom cờ lập tốt, phom này là phom thường. Rồi cái này chốt cho em mã xanh nhíu nha mấy chị, xanh nhíu nè, xanh nhíu, xanh nhíu, xanh nhíu, xanh nhíu, xanh nhíu, tím nhíu hết rồi nha chị Kim Liên. Chốt điểm đầu. Chốt rồi. Chốt rồi. Rồi cái này chốt cho em mã là mã xanh nhíu nha, xanh nhíu, tay của nó nè, đẹp chưa? Lấy chị một áo thương đang mặc. Một áo duy nhất luôn nè. Ok chị tăng hồ một cái thương mặc một cái duy nhất luôn. Rồi xanh nhíu có thêm con xanh nhíu nè. Xanh nhíu, xanh nhíu, xanh nhíu mấy chị yêu ơi, xanh nhíu, xanh nhíu. Xanh nhíu. Rồi hồng ruốc nhíu. Chị hồng nhíu đi chứ. À, hồng nhíu. Trời ơi. Đẹp quá mấy chị yêu dấu ơi. Hồng nhíu. Xanh nhíu chị Thu Thảo Trần. Hồng nhíu chốt em mã hồng nhíu. Xanh nhíu chị Nhi Nhí Lan. Áo khóc bé 65.000 nha em, chị hút luôn. Có sai, bây giờ chị còn xa từ 18kg nó lại thôi nha. Vậy chị còn xa 18kg nó lại. Rồi da nhíu. Xanh nhíu Nhí Lan nè. Xanh nhíu chị Lê Thắm nè. Da nhíu. Được chưa? Tay dài, có bo. Rất cho cái màu da nữa nha hả? Rồi ok, chị cài chớ một cái màu da, da nhíu nữa. Ba da nhíu. Nói chung là cái này free size mấy chị. Mấy chục cái nó xuống ăn được luôn á. Cái hồng này free size. Cái hồng nhíu chốt chị Thu Thảo Trần. Cái đi áo đỏ thì có một cái hồng nhíu à. Có đỏ đâu, có đỏ đây không? Không, cái ly mình để chị. Em đâu có thấy vì một ly tay thấy mấy cái em rồi. Nè. Ừ. Ờ đó đó. Ấy là chị hỏi cái mẫu đó. À. Ừ. Đây. Thu Thảo Trần.
phom thường á chị yêu không? Phom là nẻ là phom thường đang mang đây mới là phom laptop nè. Da nhíu, em chốt cho chị yêu ơi, Lưu Phúc Nha. Còn mẫu khác là lượng em. Lưu Phúc Nha da nhíu nha mọi người. Mờ quá hả, thoát ra vào lại giùm em đi mấy chị, trong nhiều khi trời mưa đường mạng á mấy chị ơi, mạng á, bảo nè, mạng nó hơi yếu. Áo, đúng rồi một cái à. Em còn hai cái xanh nhíu và một cái da nhíu nha mấy chị. Ai chốt báo luôn giùm em nha. Cái da nhíu chị vỏ sen nữa nè. Là hết da nhíu, còn hai cái nhíu đẹp nữa mấy chị ơi. Áo khoác bí là sale lên ngàn chị Thắng Minh ơi. Cái này mới đẹp nữa mấy chị. Đẹp. Rồi mã này chốt em là mã gì ta? Foam nó là laptop nó này mấy chị ơi. Rất là đẹp, foam này foam đang rất là hot luôn á. Mã này đẹp mã gì cho dễ nhớ vậy? Liễu. Mã 3 đi. Vàng 3. Mà không biết thì đâu thì mê mắt thầy chưa. Vàng đi, vàng đi, nghĩ chưa có vàng rồi không? Chưa không trùng đâu. Rồi vàng, chốt cho em mã vàng nha mấy chị yêu vàng. Đẹp chưa? Rồi laptop tay dài 59.000. Quá đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Hàng thun bô rít, mặc cực kỳ thoải mái luôn. Mặc vô trong người mình lắm là nó cử động xem là cái người mình cực kỳ thoải mái luôn mấy chị. Co giãn 4 chiều nên cực kỳ thoải mái luôn nha. Cái vàng 3 em chốt chị Nguyễn Quý. Vàng cho Nguyễn Quý. Vàng cho sữa dâu. Vàng cho sữa dâu. Chị sữa dâu ơi, lên trên thông tin số họ đến chốt hàng nha chị yêu. Không biết là sao lên ngàn mấy chị. Vàng chị Nhung Trần. Vàng Nhung Trần. Vàng đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Chị sao không gửi hàng cho em vậy Diễm Lê? Ủa em gọi nữa chị chưa? Diễm Lê gửi rồi mà sao lương nó chưa nhận nó chưa? Để chị coi thử lý do sao chưa phát cho em. Ba vàng chị Trang Thái. Ba vàng. Vàng cho ánh nghiệp đó không? Chị để đồ để tụi em để thấu con. Vàng cho chị Phương Chi. Rồi. Chị thấy, chị vàng chị L Trang Nguyễn. Chị thấy Nguyễn Thị Ánh Nguyệt không? Thấy ai? Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Không thấy. Bé chị thấy Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Đó, vàng đó. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt là vàng. Một cái này chở thấy chưa? Chị Trang Thái có chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt này. Có chị Phương Chi, có chị L Trang Nguyễn. Rồi hết á. Hết vàng. Rồi hết vàng nha mấy chị. Bỏ vô thử đi. Bỏ thử cho đúng hết vàng không Nguyễn Thị Trang. Rồi đỏ có hai con đỏ mấy chị yêu. Y vậy mà đỏ, chốt em mã đỏ. Y như mã vàng mà nó mèo đỏ mấy chị ơi. Đẹp quá. Đây. Đẹp chưa? Rồi đỏ có hai con đỏ này. Có hai con mèo đỏ mấy chị ơi. Và em chốt chị L Trang Nguyễn nha. Và em chốt chị Trần Ánh Sương. Á tôi bạc hết rồi bà Nguyên Nguyễn ơi. Cho hết. Ấy là hết ái chưa? Hết vàng rồi. Ấy là hết vàng rồi không? Đỏ nè. Chị đẹp đó. Đỏ chốt cái Út Thủy. Đỏ chốt cái gì Út Thủy. Và em còn một con đỏ. Còn một con đỏ chị yêu. Đây. Tím cho em. Chốt cho em dạ. Đã tím. Gọi đồ đi rồi nha mấy chị. Tím đẹp quá. Chốt cho em mã tím nha mấy chị ơi. Chốt cho em mã tím nha. Con mèo tím nè. Đẹp chưa? Rồi chốt cho em mã tím nha. Thích cái quà mà hết mẹ nó rồi. Nickname mới gửi là đi rồi hả chị? Rồi chốt cho em mã tím. Ai chốt tím? Chốt tím. Ai chốt tím? Chốt tím. Hay lên cái không có khóc đó chị Mỹ Phước ơi. Em có tầm khoảng 20kg đổ xuống không? Mẹ tím là mèo hot của Nem Ne mấy chị yêu. Hot trend, hot trend. Mèo tím là mèo hot trend với mèo xanh, xanh gì? Xanh non hả? Xanh non, ừ, xanh non. Hot hit của Nem 2000. Không trend, 20. Không ngán mà mấy chị yêu không? Y như phone chị đang mang em yêu. Phone chị đang mang sao là y vậy á.
phone chị đang mang sao là nó y vậy nha. Laptop vừa chấm cái luôn vậy nè, nó y vậy á. Mày tím thử em, y chang vậy mấy chị mà nó bằng tím không. Rồi cái này chốt cho em mã xanh. Xanh nha mấy chị yêu, xanh. Chốt cho em mã xanh. Xanh nè. Chốt cho em mã xanh. Xanh. Em có tím có xanh. Rồi qua mẫu. Tình yêu như gió ngang trời. Tam chú với chị Kim Anh. Ta có phun này phun dài. Chị Kim Anh tới nhà lấy hay là sao vậy chị? Chị Anh tới nhà lấy. Tím chốt gì Bích Phượng. Ai chưa có thông tin thì lên dùm thông tin cho em Thương nữa nha mấy chị yêu. Ai chưa có thông tin lên dùm thông tin cho em Thương chút nha. Tím Bích Phượng. Tím đẹp đó mấy chị ơi, mặt sáng da đấy. Rồi cái này nè, cái cổ vuông rất là đẹp luôn. Cổ vuông này không có sở hữu nha. Nè rất là đẹp luôn. Mặc một cái cổ vuông màu đen đi. Màu xanh mặt rồi. Sẵn trả cái áo cho bà Tân Hồ luôn. Xanh cho chị yêu Liêu Nghiễn, Liệu Nghiễn. Mèo đen là mèo yêu thích của em Thương đây. Đen và vàng là mèo truyền thống. Chó đẹp quá, chị mặc thử vô phôm các bạn. À đây khác rồi, chị cầm trúng cái phôm áo đen, phôm của laptop đó rồi. Còn xanh kia là phôm ái. Phôm dài, phôm nhúm. Phôm dài, áo lỡ rồi. Mặc luôn cái phôm của laptop. Chỉnh cái cổ lại. Cầm trống cái áo rồi lắp tốt không tiêu mấy chị ơi. Mặc cái áo này mà ai người không phải. Nó không phải. Cái này mặc với mấy cái quần lưng siêu cao rồi. Nói mấy chị là siêu phẩm luôn mấy chị. Bữa nay toàn quần riêng lưng cao mà mấy chị. Chưa có mua quần riêng lưng cao nhà em Thương. Rồi con đen Thương đang mang có ai chốt không? Định mặc thử cái đây mà thôi, bắt trúng con đen rồi mặc luôn. Con đen chị Phân thử coi nó có hai lọ không nhỉ? Ờ để chắc cái này chị phải phui cho nó có hai lọ cổ vuông này. Để phui cho đỡ chốt lộ mẫu. Không, cái đâu cái kia nó khác mà nhìn vô biết liền. Cái cổ kia là cổ vuông mà hai nách nó hai tay nó vô sâu. Còn kia là vuông luôn. Rồi cổ vuông, chốt em mẹ cổ vuông. Áo chị đang mặc cho chị Phương Chi. Rồi đúng nè, Phương Chi. Đó không? Hai đen cổ vuông cho chị Nga vỏ. Đúng rồi. Chị nghe ra chở hay ship hay chạy? Em tìm ship ngoài không ra. Ship một điện cao quá em không dám gửi. Rồi đúng, đen luôn. Chị là đen, không có màu đen kia. Còn hai cái nữa, chị đang mang một cái. Hình như là đen chị Thương đang mang còn hai con nha mấy chị, đen cho chị Tăng Hồ. Cái kim có màu đen, nó có trắng đây. Ba trắng. Trời xuống màu không trắng rồi. Ba trắng. Trắng nó dúng mà. Trắng này là dúng cái đen chị đang mang thấy. À. Ba trắng cho chị Nga vỏ. Còn một con đen chị đang mang. Đẹp quá. Con là laptop. Em còn một con đen em đang mang nha mấy chị yêu. Còn một con đen em đang mang. Ai chốt em mã đen. Dây chuyền vậy nên thèm thì tưởng bộ sẽ rớt vào mắt đi kìa chứ. Rồi có trắng. Áo như em Thương đang mang có trắng nữa. Áo em Thương đang mang có trắng nữa nè. Ai còn mấy quần ngốt à? Quần ngốt còn. Cho nên nói còn. Ngốt biết còn kia kiểu lấy sỉ rồi biết còn. Đẹp chưa? Đen chị Út Cô. Đen chị đang mang. Ok chị yêu Út Cô một trắng nè. Có ba trắng. Còn ba trắng mấy chị. Phôm y vậy á mấy chị. Còn ba trắng. Mấy chị chốt đen hoặc trắng đi. Quá xịn không? Trắng cho chị yêu Kim Anh. Nói chung là hàng áo thun em về nhiều lắm mấy chị ơi. Cả ngàn cái áo thun đang chắc ở nhà em nè. Đủ mẫu đủ kiểu hết á. Đàn áo thun kiểu đẹp đẹp không à. Trắng chị Kim Anh. Có nha, em đọc tên là có. Áo xẹt làm chị Nhung. Xẹt 19 hết rồi chị, em còn chuối rồi. Mã này chốt với em, mã xanh rút lên. Có dây rút hai bên.
chưa biết nữa chị Trang, thằng Thủy của chị em báo lại sale nha, cho sĩ cho ta lấy á. Rồi mã này chốt cho em mã xanh rút. Xanh rút có 4 con. Em có chị Tăng thì. Xanh rút thêm một đen hả? Hết đen rồi chị, còn trắng hả chị Nga? Còn trắng với chị chốt trắng không? Rồi mã xanh rút mạng này yếu nghiệp á. Em có 4 con xanh rút mẫu với em Thương đang mang. 4 con xanh rút. Đồng, đúng rồi, đồng giá 59 ngàn đó chị Nguyễn Minh. Hàng Vương Boris xịn nha mấy chị yêu. Xanh, xanh rút cho chị Từ thì Ái Diễm. Đúng rồi, em gọi chị á. Xanh dạ, rút ok chị Hà nha. Ái Diễm. Ok chị Hà. Hai cao lên với lại hai cái hộp này. Chị coi thử mai còn mã gì nữa không mã. Xanh rút có một cái hả? Chị. Hả? Rút một cái đi. Xanh rút có ba cái chị đưa em á. À đây đây, chị quên luôn chứ. Ok, xanh rút chú ơi chị yêu Kiệt Linh Đồng. Mười khăn mặt bao nhiêu chị Thương? Dạ mười khăn mặt có giá là 79 ngàn nha mấy chị yêu. Ok chị yêu Kiệt Linh Đồng nè. Cái trắng em cho chú chị Phúc Nguyễn nè. Cái trắng em cho chị Phúc Nguyễn nha. Mạng chậm lắm luôn á. Mười khăn mặt có giá là 79 ngàn. Trắng Phúc Nguyễn. Em còn một con xanh rút cuối cùng. Em chốt cho chị yêu em còn cái đen cho chị nghe nè. Sốc có một cái đen ok chị Nga được một đen với một xanh nha. Em hết còn một xanh rút chị Nga luôn. Đầu em hết xanh rút nha mấy chị. Còn một đen với một xanh rút chút chị Nga nó là hết luôn. Nga vỏ. Đó là phẩm. Rồi ok mọi người, hết xanh rút nha mọi người ơi. Mạng nó chậm mấy chị thoát ra vô lại giùm em nha mọi người nha. Thoát ra vô lại với em. Áo em mặc còn màu đen, còn màu trắng không em liễu. Hai màu trắng không gọi là tốt. Màu trắng còn màu men xíu không mặc áo đen em lột ra chết rồi. Áo xanh này có ai dốt chứ không? Áo xanh rút rồi. Ừ. Ờ xanh rút còn một cái nè. Sao xanh rút chút chị Nga bỏ luôn á. Chị Nga bỏ chốt hai cái xanh á. Ok là hết xanh mấy chị. Qua mẫu nha mấy chị yêu. Mấy này là áo kiểu mấy chị, cỡ thím mang được có chiếc mi mang nhìn già đấy. Hàng này foam bodrip co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Cỡ như thím mang á, thím mang rồi. Đủ mẫu. Mờ do mạng chậm mấy chị ơi. Mạng thì giật giật do bão nè mấy chị. Mưa gió nè mấy chị, thoát qua vô lại giùm em nha. Rồi mã đen chữ. Đẹp quá. Cho chị Nga nè. Đẹp thì cái phôn của nó mấy chị ơi. Cái phôn nó phôn vừa. Hiện giờ đang rất hot cái phôn vừa luôn. Chắc là mềm mọi người yên tâm đi. Wow chắc này em nói mấy chị là mềm lắm. Mặc vô trong người cực kỳ thoải mái. Hàng nhà em bán hàng phun bô riếp là mấy chị biết rồi. Áo khóc là cỡ như áo khóc là cỡ con cu chó con á. Nhỏ lắm. Mờ, mạng mờ rồi. Mờ lắm. Khăn mặt cực kỳ mềm luôn. Em nói mấy chị xài cái khăn mặt đó là bao viền luôn. Bộ ống mì, bộ ống mì chưa về. Ngày mai hàng về nhiều lắm mấy chị yêu. Rồi mã đen chữ. Chốt cho em mã đen chữ. Đen chữ Hương đang mang có 5 con đen chữ. Gọi rồi đi rồi nha mấy chị yêu ơi. Đâu mà em gọi được là đi hàng rồi nha. Đen chữ chốt đi mấy chị. Áo chị có mèo đen không? Mạng chậm đâu. Đen chữ mấy chị ơi. Không có chị đen chữ thì trung duyên. Đen chữ chốt cho em mẹ đen chữ. Đen chữ trung duyên. Rồi còn lại đứa hết chị Nga luôn. Còn 4 cái đứa chị Nga. Ok chị Nga nè. Còn 4 cái đen chữ chốt chị Nga luôn ha. Rồi tiếp tục. Tím chữ. Cỡ may chưa về thím mơ. Còn ta nhớ là còn con chị mang nha. Cũng quên đó. Rồi tím chữ phôm y chang em mang thôi mà nó mèo tím. Đẹp ghê mấy chị ơi, chắc phun bô rip co giãn cực kỳ đã luôn. Hết đen chữ nha mấy chị. Hết đen chữ mấy chị chốt qua tím chữ à. Chị thân chữ phun không được xanh rút nha. Hết rồi. Rồi chốt em mẹ tím chữ. Tím chữ nha mấy chị yêu, tím chữ. Hết đen chữ rồi mấy chị, qua tím chữ đi. Tím chữ nè. Hết đen chữ rồi mấy chị. Mờ ghê mấy chị yêu ơi. Nhìn dạng nào tiếp gì cái đầu gì thật lúc. Mà thả ra nó lì lên nó ái quá em không có thả được. Hết đen chữ rồi mấy chị. Qua tím chữ đi mọi người ơi. Rồi vàng chữ. Tím chữ tím chữ. Ồ tao đen chữ không mày. Đen chữ hết. Tháng chưa về nha mấy chị yêu. Đen chữ hết. Khen mai về mấy chị. Nói chung là mai hàng nhà em về đầy đủ. Cái bằng chữ chốt gì thiếu vậy luôn. Nguyễn Diễm bằng chữ. Bằng chữ.
nó cứ giật cái lửa. Nó bị cảm gì? Tím chữ chị Phương Lê. Em có một con xanh chữ. Bạn đúng. Tím chữ Phương Lê, vàng chữ Mỹ Hiền. Mày cái gì? Vàng chữ em... Trung Duyên. Ừ, thế là chị không có bên người. Đọc bên người. Mà nó chậm, nó cứ giật giật này. Một con xanh chữ duy nhất. Một Trung con xanh chữ duy nhất. Vàng chữ Hiền Trang Lương. Đã, mấy chị yêu chốt thì em theo mẫu cho. Vàng chữ Hiền Trang Lương này. Tím chữ chị Tân Hồ. Hiền Trang Lương vàng chữ này. Tân Hồ tím chữ này. Cái đen chữ cho ai bỏ người luôn nha. Tím chữ nè. Tím chữ chị Tân Hồ nè. Rồi vàng chữ em còn một cái à. Ok luôn. Ok chị Nga, em còn có một cái vàng xấu chị luôn nha chị Nga. Rào xanh chữ em chốt chị Kiều Diễm. Có một cái xanh chữ thôi. Chốt chị Kiều Diễm luôn là hết. Vàng chữ hết. Vàng chữ hết chị Tiền Lê ơi. Vàng chữ hết cho mọi người nha. Xanh chữ hết luôn. Xanh Thanh Phương. Không, chị không có cái nào rút hết chị Thanh Thanh Phương nha. Xanh chữ hết mấy chị ơi. Vàng chữ hết luôn nha. Thanh Thanh Phương nãy giờ chưa chốt được cái nào hết nha chị yêu. Vàng chữ hết mấy chị ơi. Vàng chữ hết rồi, em còn tím chữ thôi. Ôi mẹ này quá đẹp luôn các chị ơi. Còn một tím chữ, ai chốt bóng nhanh. Em còn ba cái tím chữ này mấy chị. Mẹ này đẹp quá. Mẹ này là cái mẹ máy mèo, còn mẹ máy mèo. Mẹ này đẹp. Mẹ này chốt còn lại máy mèo. Đây con này đây nè. Sao? Xanh này tím đỏ. Đỏ. Tôi chạy bỏ mèo một con. Không, cái đây là một khác không. Rồi mở anh Thương đang mang đây mấy chị ơi. Còn đen xanh. Mã anh Thương lan mang là mẫu hồi nãy mấy chị biểu em mặc thử nè. Bây giờ em sung lên rồi em mới mặc. Đây mấy chị yêu dấu của em. Đó đẹp chưa. Nhíu chốt em mẹ là mẹ nhíu thì mấy chị ơi. Có nhíu ở bên dưới nè. Mấy mẫu này quá đẹp luôn. Rồi em có nhíu xanh nè. Nhíu đen nè. Nhíu xanh nè. Nhíu đen như Thương lan mang nè. Có nhíu tím nữa nè. Nhíu xanh, nhíu đen và nhíu tím. Nem đen của tim loại nào. Nem đen của tim là đó hả. Cái đây ok chị. Nga vỏ 2 3 4 5 rồi 5 đen rồi em còn đen nè. Còn tím mấy con tím đi. Tím nhiều ấy. Tím chục con đen cho chị Trần Ánh Dương nè. Có tím thôi mấy chị yêu. Đẹp đen đẹp Trần quá. Ánh Sương có tím xanh đồ đỏ đỏ còn đi. Ok Trần Ánh Sương, bà Tân Hồ bên kia nhận tiền hỗ trợ được 5 triệu. Mua đồ đi. Mua đồ tiếp tục đi. Chị Lê Thanh Tần chỉ hỏi chỗ tiền có. L Trang Nghiễn đang chữ chị có không? Dạ không nha chị L Trang Nghiễn nha, đang chữ chị không có. Rồi mẹ nhíu cho em nha. Đang nhíu chị Nghiệt Nghiễn. Rồi. Cái này mấy chị mà lùng tụi em là mặt đẹp nữa mấy chị ơi. Thiệt luôn. Áo khóc bé chưa về mấy chị, áo khóc mà cỡ chưa về nha. À đây chị yêu ơi, có ba mèo này chị yêu 65 ngàn một áo phải không sai. Con biết chị Tiếu Thảo là con biết hồi bữa ra mà nó phải mặc đồ như mình chứ. Lên áo khóc giống bé nhà im mặc chưa. Là con biết là sao à, mẫu mà. Tưởng đâu con biết. Ở bàn xe lông gái chị Tiếu Thảo. Đen nhíu, xanh nhíu nha mấy chị yêu, tím nhíu. Đó, hàng này là hàng dạ tay lên ngôi mấy chị ơi. Mùa lạnh là hàng dạ tay lên ngôi mấy chị mặc rất là dễ phối. Mấy chị có thể phối với hàng áo vest nè, áo dạ nè, áo yếm nè. Nói chung là rất là dễ phối luôn. Đó. Rồi em còn 3 màu nha. Mẫu em Thương đang mang còn 3 màu. Tím, xanh và đen. Mẫu em Thương đang mang còn 3 màu tím, xanh và đen. Khoảng 10 kg hả? Khoảng 10 kg, 3 màu đều có sai. 3 màu đều có sai. Rồi em qua mẫu. Qua mẫu tiếp. Mẫu gì? Đen nhíu em chốt cho chị yêu Hoài Ngẹp. Hoài Ngẹp có đâu, chị được chứ nào á. À em chốt rồi, chị Hoài Ngẹp ơi, mấy chị đừng chốt lại nha. Chốt đen này em biết rồi. Đen nhíu, tím nhíu và xanh nhíu. Chưa con này đỏ thôi. Tím chữ em chốt chị Hiền Trăng luôn này.
6 viên. Không làm cũng đẹp lắm mấy chị ơi. Quá đẹp. Rồi cái này chốt em mẫu viên. Mẫu viên. Ok chị yêu trung viên. Ê, cái mẫu nhíu này chị nhớ là mày hồng thuốc mà. Đó là em. Ê nè, còn cánh nữa đi. Cái mẫu đen mà để em mang đen nhíu nó có đen nhíu đó chị ơi. Đen nhíu gì sang Trần Thị. Còn hai mèo nữa mà không thấy. Em còn hai mèo nữa mà em không thấy. Đen nhíu thì Trang Trần Thị nha. Wow. Nó có tranh nhíu nè mấy chị ơi. Tranh nhíu nữa nè. Đó đẹp chưa. Có tranh nhíu nữa. Quá đẹp. Em có tranh nhíu nữa nè. Tranh nhíu với rút nhíu nữa nè. Tranh nhíu và rút nhíu nữa nè mấy chị. Mẫu chị mặc còn mèo gì vậy. Từ từ lên mấy đẹp chị chưa yêu. Đó mẹ nhíu em còn mèo trắng và mèo rút nữa nha mấy chị yêu. Đó. Đẹp không. Tranh nhíu chị Nguyên Nghĩa. Em có tranh nhíu và rút nhíu nữa à. Em có tranh nhíu và rút nhíu. Cái mã nhíu em tổng cộng là có màu tím, màu xanh, màu đen, hồng rút với lại cánh nha mấy chị. Cái mã nhíu đó con em mèo như em đang đẹp quá mấy chị yêu ơi. Ai chốt rồi đỏ viên ạ. À, bảo khuê mang nè mày chốt em mẹ đỏ viên. Rút nhíu cho Trần Thảo. Trời ơi cái này nói chung là hàng bô rip co giãn em nói mấy chị mặc tới đâu co giãn tới đó, form 35kg men cũng được mà 60kg men cũng được, 30kg men cũng được hết trơn á. Rút nhíu lên chốt ai men cũng được, quan trọng mấy chị thích ôm hay là lỏng thôi à. Mẫu chị mày có màu đen không? Rồi mẫu em đang men nè. Mẫu em đang men có đỏ viền nè, tím viền. Rồi sao chị tăng hồ không hiểu. Rút nhíu chị Hoài Ngẹp. Rút nhíu chị Kim Anh. Đen viền như chị Thương Nghĩa. Đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Có đen viền không chị? Rồi, chốt cho em mã này là mã đỏ viền nè, tím viền. Đẹp chưa? Đẹp quá, một con đen viền duy nhất. Rồi, hết đen viền mấy chị. Đen viền chị Thương Nghĩa. Rồi, đỏ viền, đẹp chưa? Đỏ viền và tím viền. Mèo đỏ mặt rất là sáng da luôn đó chị. Đẹp nữa chứ hả? Đẹp quá. Rồi đỏ viền và tím viền. Đỏ viền, tím viền cho em nha. Em có đỏ viền và tím viền. Mấy chị yêu thích mấy chốt mèo nào thì chốt đỏ viền và tím viền. Đỏ viền và tím viền. Tím viền thì Thanh Thanh Phương. Và tím viền mấy chị chốt đó nha. Viền đỏ chị Mỹ Dung chốt em qua mẫu với mấy chị yêu. Phone từ laptop ra phone đang rất là hot luôn mấy chị yêu. Tím viền chị thương đỏ viền đẹp mà mấy chị yêu. Đặt mặt nó sáng nha nữa. Mùa này mùa bắt đầu trời ấm xong ấm mát lại rồi là mình mặc mấy cái mèo nổi nè nó đẹp. Ok chị Thương nha. Tím viền chị Phúc Nghĩa. Chị Tâm Hồ. Cái mẫu này cũng đẹp nè mấy chị. Chuẩn bị ra một siêu phẩm mới. Lỗ. Chốt mã lỗ. Gì ghê vậy. Giờ nó có lỗ rồi mình chốt mã lỗ. Hiểu ghê gì. Lỗ. Bây giờ chốt mã lỗ nha mấy chị. Mã lỗ mà liệu nó ghê dữ vậy. Ai cũng có lỗ mà thôi chốt lỗ mấy chị ơi. Lỗ rồi. Không lỗ đây chịu khác nữa. Lỗ này khác. Thì nó cũng giống nhà mà hình như cái này có gai nút còn ai không có gai nút. Cái gì nó có đính cái hẹp cái hạt cái thôi chứ. Thì dạ nó mới khác nha. Cái gai nút không gai nút. Cái này không gai nút còn cái này gai nút. Dạ chốt em mã lỗ nha mấy chị yêu. Mã này chốt em mã lỗ. Mã lỗ à. Mã lỗ. Lỗ. Lỗ vàng.
đổ vàng nha mấy chị. Phôn dài tay mặc bao đã luôn. Mấy chị phối đồ cũng cực kỳ dễ nữa mấy chị yêu. Mấy chị phối đồ cũng cực kỳ dễ nữa. Rồi chốt cho em mã này mã lỗ vàng. Phôn cái laptop bao đẹp luôn. Chị vô cũng đẹp nữa chứ. Kiểu nào cũng đẹp. Kiểu như người trung hôn hay mặc vậy á. Em con trai sao cứ lo bình thường. Kiểu mấy cổ giống như mấy cái sừng sám đúng không? Rồi lỗ vàng nè. Lỗ vàng, chốt cho em mã này mã lỗ vàng. Lỗ vàng. Em con trai. Rồi lỗ đen ạ. Chốt cho em lỗ đen. Mặt thì không. Mặt hở không hả? Khùng cũng vậy, bị hở chứ. Mình đi đâu mình khùng chứ mình ái cái tê lại xíu, không hở đâu. Rồi chốt em mã lỗ đen. Lỗ đen, y vậy mà lỗ đen nha mấy chị yêu. Lỗ đen, lỗ vàng, lỗ đen. Cái đây nó cũng như cái đây mà. Ờ, hãy chốt lỗ luôn nha. Lỗ luôn chứ không. Y chang mà thôi. Y chang chứ gì đâu. Kiểu này chắc hết tiền quá em. Mua cho hết 5 triệu chứ nói gì nữa. Lỗ vàng, lỗ đen. Lỗ vàng, lỗ đen, lỗ hồng ruốc. Hồng ruốc, đẹp quá à. Mặt đẹp thiệt luôn mấy chị ơi. Sao mấy chị không chốt mãi này mà em sao thấy mãi này đẹp vậy. Quá đẹp luôn. Lỗ vàng, lỗ đen và lỗ hồng ruốc. Chốt cái mãi này đi mấy chị yêu ơi. Lỗ vàng, lỗ đen, lỗ hồng ruốc. Lỗ xanh, lỗ tím. Đúng là lỗ. Thấy chưa? Mà kêu cái tên này nó đã không ấy rồi đó. Kêu cái tên mà nó không mua rồi. Mua rồi đó. Mãi lỗ mà sao không mua rồi. Mãi lỗ thiệt đẹp luôn mà sao không mua. Có ai mua mãi lỗ nữa hả? Có lỗ xanh nữa nè mấy chị yêu. Không có hở đâu mấy chị. Hở chị đâu mà hở ta. Bình thường mà. Ví dụ đây là đối diện ngang với thương nè. Chỉ có mình khùng xuống dày thôi chứ. Mình khùng dày có gì mình diện xuống. Cái phần mặt dài bao đẹp luôn á. Quá đẹp. Lỗ xanh có rút. Có rút. À. Ok. Thanh Thanh Phương. Nó rửa bả đây. Lỗ xanh. Phải chút riêng mẫu có rút ra đi nè. Em thấy nó giống nhau quá chị Thương. Giống nhau mà người ta là ưng có rút. Có một hai cái không nút chứ mấy trời. À khóc bí 65 ngàn nha em. Lỗ tím. Lỗ tím rồi nè. Đẹp chưa? Đó lỗ tím. Rào qua mẫu. Á lỗ tuyệt đẹp không? Ai chốt á lỗ? Cái kia là cái gì? Mẹ á để chị qua mẫu. Để gì chưa mẹ lỗ tím. Để mẹ lỗ tím. Rồi không ai chốt má lỗ em cũng thương qua mẫu nha. Em con cái má lỗ hả chị Nguyễn Tiết hay là chị lấy áo khóc. Chốt cho đúng giùm em nhưng mà chị lấy hai cái nào chị yêu mẫu nào. Lỗ hồng ruốc của chị Mỹ Hiền. Sờ mặt thấy ghiền. Ok chị Mỹ Hiền lỗ hồng ruốc nè. Mình có lỗ cắn này. Không phải. Không phải rút á. À không phải, cắn này tanh tanh bên nhúng. Rồi mã này chốt em mã rút. Cái dây rút này mấy chị lưng mấy chị dài tới đâu mấy chị rút tới đó. Này mấy chị muốn rút hở, muốn rút chặt, muốn rút kiểu gì mấy chị rút nha. Cái này rút được, rất là đẹp luôn. Rồi mã này chốt cho em mã rút. Chị Nguyễn Tiết chị chốt hai cái vàng cái đen là cái lỗ đúng không chị? Chắc vàng đen là lỗ chứ áo này đâu có màu đen mà chị chốt. Vàng đen lỗ. Mã này chốt cho em mã rút nha mấy chị ơi, rút tím. 59 ngàn chốt cho em mã này là mã rút tím nè. Đó. Dây là mấy chị muốn rút sao mấy chị rút tùy ý mấy chị. Dạ thấp rộng cao gì tùy ý mấy chị muốn rút sao mấy chị rút. Rồi chốt cho em thương mã này là mã rút tím. Người trùng hoa em. Coi chừng mặt có người ghiền ý.
em chốt rồi nha, cho chị hai cái lỗ rồi đó. Rồi chốt em mã rút tím nè. Em có rút tím nè mấy chị yêu, rút tím. Rút tím em thương đang mặc rút tím nè. Em có rút tím nè. Em có rút vàng. Quá ư là đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi rút tím nè, rút vàng nha. Rút tím, rút vàng. Rút xanh. Rút xanh. Rút bằng chị Kim Anh. Mấy chị coi được chưa mấy chị? Mạng ổn chưa? Rút tím, rút vàng, rút xanh. Rút trắng. Rút trắng. Nhiều mã quá đẹp. Rút vàng chị Trang Cần Thị. Đẹp nữa chị ơi. Rút trắng. Rút xanh chị Nguyễn Quý. Tím vàng xanh trắng. Áo phía sau có 20kg không? Dạ có chị yêu ơi. Hết sang 20kg mất rồi. Áo khóc ở bên phía sau hết sang 20kg rồi. Ui 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 ui. Mười ký thì có chứ 20kg là hết chị Tiếu Thảo. Áo này có một con duy nhất em khỏi thêm. 10kg có chị yêu. Áo này có một con là em khỏi thêm mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Mã này cổ tròn, cánh cổ tròn đi để phân biệt với cái mã rút. Em cứ rút cánh sợ nó lộn á. Áo này đẹp lắm mấy chị ơi. Cổ tròn nó có rút một phía bên hông, rất là đẹp luôn. Rồi chốt cho em mã cổ. Có mấy chị, ủa em đọc ra mấy chị không nghe hả? Rút bằng chị Trang Trần Thị có nha. Rồi cái này chốt em mã cổ tròn trắng nha. Cổ tròn trắng. Cổ tròn trắng. Chốt cho em mã cổ tròn trắng. Cổ tròn trắng. Chị xếp độ cái mã đây vô đây ta. Không phải xếp độ nha. Rút kém chốt chị Tuyền Lê. Cô khu này có gì nè. Cái này xanh rồi nữa nè. Vàng rút anh chốt chị Phương Lê. Mã rút đẹp lắm á mấy chị yêu. Trang Thái. Rồi mã cổ vuông. Xót lại cái này. Rồi chốt cho em mã này là mã cổ vuông hồng. Có một cổ vuông trắng. Cổ vuông hồng nha mấy chị yêu. Cổ vuông hồng. Rồi đây là cổ vuông trắng. Rồi để em gửi chung với Tiết Nhi chị ơi. Em chưa gửi hàng cho ông Tiết Nhi. Bữa qua em tìm được áo da áo tím không? Có áo tím không? Có áo da. Áo da ship áo tím. Hồng vuông chị Trường Giang. Rồi em có hồng tím à, em có vuông, vuông trắng. Vuông trắng. Vuông trắng. Rồi vuông vàng. Đẹp quá. Vuông vàng. Chốt cho em vuông vàng. Hoặc là vàng vuông vàng. Vàng vuông. Hồng vuông còn ở nào hả? Còn cái chị đang lên. Hồng vuông chốt chị Kim Anh. Vàng vuông đi mấy chị, vàng vuông đẹp quá.
vuông Kim Anh, vàng vuông chị Trường Giang. Vàng vuông quá đẹp luôn á. Cái vuông cánh còn một cái này. Vuông cánh còn một cái gì nhá. Vàng vuông này. Rồi ăn vàng chốt kìa. Vàng vuông. Mấy chị chốt hàng hạn chế đổi vô bình thường nha mấy chị yêu ơi. Rồi em có vàng vuông, vàng hồng. Vàng vuông. Vàng. Ở đây cái kiểu vuông xanh, cái cổ dài á. Ok chị Kim Anh chốt em đũa vàng nha. Vô vuông vàng chị Ngọc Hiền. Ngọc Hiền lên trên thông tin số điện thoại chị yêu ơi, chốt hàng lên trên thông tin số điện thoại nha. Nguyễn Đẹp. Minh là vuông. Chị Nguyễn Minh là vuông trắng đúng không chị? Ok chị Nguyễn Minh. Hồi nãy mẹ đây là hết rồi hả Minh? Ừ. Mà thiếu thì chút xíu. Nguyễn Minh là vuông trắng. Chị Bạc vừa chị Kiều Nguyễn ơi, hàng là hàng phun Boris co giãn mà chị yêu. Chốt máy này mặt chị ơi. Đẹp lắm. Rồi cái này nè, nhíu xanh đây, nhíu xanh. Hồi nãy lên chốt hết rồi còn sót hai con mấy chị yêu ơi. Nhíu xanh. Ở xanh dài này, xanh dài cho Thanh Phương. Còn một con nữa là hai con. Xanh dài chị Thanh Anh Phương, xanh dài chị Trường Giang. Rồi em quay bánh. Nút. Hết xanh rồi mấy chị. Đen nút là mấy chị, cái này gài nút được nha. Đen nút chị Kim Anh. Cái này gài nút nè. Ở bên dưới nó có chẻ viền rất là đẹp luôn. Tay nó cũng có chẻ viền luôn. Tay nó cũng có chẻ viền luôn, rất là đẹp. Rồi chốt, ai chốt cái em mã đen nút. Hết xanh nhíu rồi mấy chị. Đen nút. Đen nút. Đen nút. Nói chung là size nhỏ nhất là chị Tiếu Thảo, chốt thì báo size em. Size S cho chị yêu. Đen nút của chị Kiệt Linh Đồng. Hàng này ai mà cũng chưa á, hàng phun Boris co giãn mà, nút là nút gài. Đen nút đó chị. Đen nút em còn 2 con. Nhớ tính con chị mẹ. Ừ, là 2 con á. Mẹ nút này dễ thương lắm. Bên dưới nó có chẻ viền luôn nè. Đó. Bên dưới có chẻ viền, tay nó cũng có chẻ viền. Rồi, đem nút nè, trắng nút nha mấy chị. Đem nút của chị Kiều Nghĩa. Trắng nút. Đem nút, trắng nút. Đem nút, trắng nút và hồng nút. Đen nút, trắng nút và hồng nút. Rất dễ thương luôn. Rồi. Đen nút, trắng nút và hồng nút. Ri này là một cái nên khỏi mặt mẫu đây. Ri này là còn hàng một nhiều. Hồng nút của chị Nguyễn Minh. Chạy khóc bí á chị hiếm trăng. Khóc bí là cái ba mèo ba mỗi em đang treo được sau lưng á. Có chị Kiệt Linh Đồng ơi. Chị Linh Đồng có đen nút nha. Em còn hai con đen nút á, ai chốt báo không giùm em. Này dễ thương quá ha. Này chốt hồi nãy gì trời. Đen nút của chị Nga. Cho chị Nga Nguyễn Hồng là hết. Không. Ở đâu rồi? Nga Nguyễn Hồng. Em còn nếm nút cho trắng nút.
thử cái mẻ này kìa. Em còn hồng nút với lại trắng nút. Mẻ này mặc đẹp rồi mấy chị ơi, cái che cái chiếc lên bụng. Mã này mặc đẹp này, nó che cái chiếc tim bụng này. Ai bụng bự nó sẽ che chiếc tim bụng này. Mã này chốt em mã hồng ruốc. Hồng ruốc nha mấy chị yêu. Mã này chốt em mã hồng ruốc. Mã em đang chốt em mã hồng ruốc. Hồng ruốc của chị Hoài Trinh. Rồi mã trắng nè, chốt cho em mã trắng. Mã trắng chốt cho em mã trắng. Mã trắng. Mã trắng. Rồi mã vàng. Chốt cho em mã vàng. Mã vàng. Chốt cho em mã vàng. Trắng vàng. Hồng rút cho chị hồng nút quá, chị Tấn Trường. Không phải đâu, Tấn Trường chốt ra nè. Hồng rút chị thương ở mặt đúng không chị Tấn Trường à. Ok chị yêu. Nó chốt hồng rút, hồng đây. Hồng rút á. Ừ. Đại mã chị đang mặc. Dạ. Hồng rút có một con này. Hồng rút có một con mấy chị. Còn trắng và vàng, hồng rút có một con này mấy chị yêu. Hồng rút có một con. Con trắng với vàng mọi người. Yên cho hồng rút có để chút cho đỡ nè. Yên rồi. Còn trắng và vàng thôi ạ à. Hồng rút hết. Hồng rút có một con cho em Tấn Trường thôi nha. Hồng rút có một con cho Tấn Trường thôi à. Còn lại có màu vàng với lại màu trắng mấy chị. Rồi chốt em mã này mã tay phòng. Dễ thương chưa? Tay phòng. Dễ thương quá à. Tay phòng hàng ngắn tay 55.000 nha mấy chị yêu. Tay phòng là 55.000 mấy chị không bình giá cho mẹ Hương nha. Hàng ngắn tay là 55.000. Chốt cho em mã. Mã đây là mã phòng. Mã phòng đi. Có một lọt vô có một con này. Phòng. Mã em thương đang mang nó có màu vàng và màu trắng nữa mấy chị yêu. Vàng thì từ thì ái diễm. Cổ vuông. Rồi chốt em mã cổ vuông. Mà chốt em mã da. Mã da nha, chốt cho em mã da. Mã da. Có bao tay rất là đẹp luôn nè mấy chị yêu. Đó, mã này chốt cho em mã da nha, mã da. Yeah. Có quần viên ngố như hồi bữa không hả? Có, còn quần viên ngố. Cái vàng chốt cho chị đẹp nè. Cái vàng chốt chị đẹp, tay phòng chốt chị Lâm Lê. Con này dễ thương nữa. Con này còn dễ thương hết nữa chị ơi. Phòng hết rồi. Phòng hết rồi mấy chị yêu ơi. Rồi cái này chốt cho em mã này là mã vàng. Mã vàng. Để vô có cái mã nào mã vàng nữa đi. Không không. Vàng. Chốt cho em mã vàng tay nó cũng phòng nhíu này rất là dễ thương luôn. Đó. Vàng nha, chốt cho em mã này là mã vàng. Mã vàng. Vàng. Rồi cái này chốt cho em mã là mã nút vàng. Nút vàng hết quá. Cái mã da chốt chị Tiền Lê. Nút vàng. Hết rồi mấy chị, thương đang mặc cho người ta chốt rồi. Nút vàng. Nút vàng. Rồi nút da, à nút nút hồng. Nút hồng. Nút hồng. Áo vàng chị Ngọc Nguyễn. Nút vàng chị Nhí Lan. Ai không có thông tin nhớ lên thông tin giùm em Hương nha mấy chị yêu. Áo chị mày còn mềm giùm em trắng không? Còn một cái trắng. Còn một cái trắng nha em Hương. Ơ quên. Em Dung. Em Dung còn một cái trắng. Áo chị Hương đang mang còn một cái trắng. Nút hồng chị Trang Trần Thị. Đứa nhỏ kêu Liễu ơi Liễu ơi kìa.
Hồi sáng gọi đi đơn, vừa là đi đơn chứ liệu đi đâu á chị bé nhỏ. Gọi rồi là để đi rồi cho mọi người. Ok chị thương nha, ok chị Tăng Hồ. Vàng nhạc. Vàng nhạc. Chốt cho em mã là mã vàng nhạt. Hết nút yêu. Vàng, thiêu thiêu thiêu. Cái áo chị thương đang mặc em còn một cái màu trắng thôi mọi người nha. Ai chốt báo em. Rồi vàng nhạt, chốt em mã vàng nhạt. Vàng nhạt chốt cho chị Thanh Thanh Phương. Ok chị yêu Nhí Lan. Chị Nhí Lan lên số thọ chưa? Có đâu, có số thọ đâu. Vàng nhạt. Rồi cái này chốt cho em mã cổ viền. Cổ viền. Cái này chốt cho em mã cổ viền. Mã cổ viền. Chốt cho em mã cổ viền. Mã cổ viền. Rồi sót lại một con vàng. Vàng rút rồi mấy chị. Giống mấy con trắng nữa nè mấy chị chốt cái nhiều lên đó. Vàng rút. Vàng rút. Vàng rút đó còn cái con trắng ấy còn đây mà. Chị đẹp là trắng cổ tròn. Ờ. Còn cái này. Vậy nãy chị thấy nhiều người chốt ấy mà. Cái vàng rút. Cái vàng nhíu kia mới chốt. Chứ còn cái vàng cổ tròn ai chốt đâu. Trắng. Ờ trắng cổ tròn á. Cái thanh viền qua chốt mấy chị ở cổ viền chị Thí Lý Đạo. Dạ con là còn hai con đưa chị trắng với vàng không. Hôm nãy chị đẹp mã là trắng cổ tròn. Ờ đâu mã đó đâu. Đây này. Rồi con này chốt cho em mã vàng vàng rút. Đây. Đây chưa. Cái mã rút ở này mới chốt nhiều nè. Ờ. Rút trắng nè. Còn nó cũng còn im lắm. Khùng. Cái mã là mã rút trắng nữa. Chị hết rồi, chị nhớ để có nhiều người chốt cho cái mẹ đó. Đó không? Chị đang cầm á. Chốt nào đang cầm á, đó đó đó. Nè, ừ. Còn bay mờ đâu ai chốt đâu. Nè, hồi nãy rồi, thủy một vàng lỗ nha thương, ok chị yêu. Thì cứ chọn đây, đưa đi đơn xe chị yêu ơi. Vàng rút chốt cho chị gì? Thu Lý Đạo hả? Hay ai? Đâu, vàng rút chốt cho chị Thu Lý Đạo. Chị Thu Lý Đạo có thông tin chưa? Có rồi. Rồi em còn một cái trắng rút. Chị Thu Lý Đạo ơi, lên trên thông tin số điện thoại chị. Chị cho em xin mà để lưu qua hệ thống này nha chị yêu ơi. Rồi em còn một mã trắng rút. Trắng rút đẹp quá. Rồi còn một mã trắng rút. Chốt cho em mã một mã trắng rút nha. Trắng rút nè. Chốt cho em một mã trắng rút. Thu Lý Đạo lên trên thông tin số điện thoại nha. Một mã trắng rút đẹp. Quá đẹp luôn. Để còn một mã gì ha. Mã nhíu đây mà. Mã nào còn nhiều. Mã nhíu. Mã nhíu nè. Ờ, đưa chị mã nhíu. Không, cái mã lỗ không. Còn nhiều chi, mã nhíu gì. Mã nhíu để chị thấy còn tím, còn đồ đó, bóng tím đi đó. Chị sao không chị? Thấy cái gì chị Trang Tần Thị. Dạ, đi rồi chị yêu ơi. Cái vàng rút đó, vàng rút hết nha chị yêu. Có về tay gai nút không chị, hết rồi. Áo chị Thu đang mặc màu vàng không, còn màu trắng thôi chị lắm. Trắng rút chốt chị Thi Thu Lý Đào luôn mà. Rồi chốt em mã đỏ trẻ vai. Hết trắng rút rồi mấy chị. Hết phần rút rồi. Chốt cho em mã đỏ trẻ vai. Đó cái này mấy chị có thể mặc trẻ vai hoặc là mặc lên vai tùy ý mấy chị nha. Nếu mà mặc lên vai mình dìm tháo cái này ra. Còn nếu mà muốn mặc trẻ vai về cho nó đẹp thì mình mặc. Rồi cái này chốt cho em mã này là mã đỏ trẻ vai nha mấy chị yêu ơi. Đỏ trẻ vai. Chốt cho em mã này là mã đỏ trẻ vai. Đỏ trễ vai. Đỏ trễ vai. Hết trắng rút, hết vàng rút rồi mấy chị. Đỏ trễ vai. Hello mọi người tiếp tục chia sẻ bài giúp shop nha. Của đỏ trễ vai còn có một con đi. Em thấy rồi chị Trang Tần Thị ơi. Em đang lên áo mấy chị, chưa qua quần nha mọi người ơi. Em lên từng lô nha mấy chị. Hốt nhớ cho bé Nam còn. Còn á chị yêu đăng cái đằng sau lưng á. Đỏ trẻ vai chị Thu Ly. Chị Thu Ly Đạo. Còn một con nữa. Đây nè. Đỏ trẻ vai chị Thu Ly Đạo nè. Cái tính gì đây. Rồi cái này chốt em mã đỏ nhíu. Cái này chốt cho em mã đỏ nhíu. Cái này chốt cho em mã đỏ nhíu nha mấy chị yêu. Rồi con này chốt cho em mã đỏ nhíu. Đỏ trẻ vai chị Ngọc Hiền. Đỏ nhíu.
đỏ nhíu, em còn hai con đỏ nhíu. Đỏ nhíu còn hai con. Đỏ nhíu. Đỏ kẻ vai còn. Đỏ kẻ vai hết mấy chị. Hết chưa? Bé bao nhiêu một cái, sáu lên ngàn thì bé nhỏ thôi. Đem đeo hết cái lá chưa? Ở đây làm gì có mấy cái áo nữa. Nhưng mà còn cái riêng áo trắng thì không thấy nha. Riêng áo trắng đi. Ừ. Biết đâu nó còn mềm bên kia. Cái này áo trắng thôi, cái này áo thì không thấy. Cái đỏ. Đỏ nhíu nè mấy chị ơi. Đỏ nhíu. Vậy thôi Lý Đạo lên số thoại chưa? Có rồi. Rồi cái này chốt cho em mã vàng rút. Tóc bé 65 ngàn à mấy chị yêu ơi. Hello chị Hình Tính nha. Rồi đây nha mấy chị yêu ơi, vàng rút nha. Chốt cho em mã này là mã vàng rút. Đẹp chưa? Ok chị Nguyễn Phí em thấy rồi nha chị yêu ơi. Rồi ok chị Nguyễn Tiếp. Ok bà để giờ ok miếng là một khóc cam 16 kg ok chị yêu bé nhỏ. Ok 16 kg khóc cam. Rồi ai chốt vàng rút, chốt em mã vàng rút. Vàng rút chị ngạc nghẽn. Mấy chị muốn rút sao tùy ý mấy chị, lưng mấy chị dài thấp thì mấy chị muốn rút kiểu gì mấy chị rút. Rút rút cho ngọt nó đẹp. Một cái vàng vàng chị đi nhập nhập nghiễm đi. Một cái vàng thì nhập nghiễm. Vàng rút cho đi. Dạ. Vàng rút cho nhập nghiễm. Vàng rút chị Cherry Hạnh. Dạ hết chị em lên nó hết. Ok chị Cherry Hạnh. Rồi em có tím rút nữa nè mấy chị yêu, tím rút nha. Mè tím này mè hot của em nè mấy chị yêu ơi. Rồi chốt cái em mã này mã tím rút. Tím rút à, tím rút. Tím rút nè. Em có trắng rút. Này trắng rút cái này không đi. Không, cái này trắng gì á. Rút á chứ. Rút á. Cái dây này chị biết, trắng rút. Rồi trắng rút nữa nè mấy chị yêu dấu. Trắng rút nữa nha. Đó, vàng rút, tím rút và trắng rút và xanh rút. Có áo thun gà nút, để ai hỏi áo thun gà nút. Không có áo thun gà nút nha. Có áo thun dài tay gà nút. Rồi xanh rút nữa nè. Đó xanh rút nữa nè, đẹp chưa. Rồi vàng rút, trắng rút và xanh rút. Em có mẻ gà nút nha. Phải là rút râu, phải là thác nè. Đây là mã thác nữa. Đây là cổ tim. À, chị biết cái mẻ đó không? Tím rút cho chị yêu Hoài, Hoài Trinh. Lên đây đi. Mã nhíu, cái mã gì mà xanh rút cho chị yêu Hồng Nguyễn. Thành Nguyễn. Đây nè. Đây con, không cây là của một tràng. Nó trong đó, nó trong đống nó. Nhíu ở dưới cái lại áo không? Nhíu dưới lại áo không? Đó đó. Dạ không có đang rút chị Phương ơi. Nguyễn Phương không có đang rút nha. Không có đang rút. Mấy chị yêu nhớ cái số điện thoại chốt đơn của nhà em là số đuôi 724. Mấy chị hãy cung cấp thông tin chốt đơn nha. Để tránh trường hợp bị cướp đơn nha mấy chị yêu. Đó chưa? Vàng rút đây cho chị chơi đi hạnh là hết. Số điện thoại chốt đơn nhà em có trên tường á, 0987389724 á. Không phải em liễu thì đừng có nghi mấy chị. Mã này tay bon, chốt mã tay bon. Sao không ghi lấy đồ em? Ủa? Ai không ghi được với chỗ hình á? À, bảo hai ngày nay em chưa đi á chị Lý. Mai chắc mai mốt thì em đi á.
Bảo mưa làm biếng quá, em lên huyện em một cái giấy mà em làm biếng quá. Mã này đẹp quá. Để mai mốt thì em đi nha chị Lý. Tư liệu tâm về giùm em nghe. Mấy chị ra được, mấy chị ra lấy giùm em ha. Mã này là mã tay bo đi, cái tay nó có bo như thương không quá. Có gì để em liên lạc lại cho. Nè, cái tay nó có bo này, chốt cho em mã là mã tay bo đi, tay bo. Mã này đẹp quá. Mình vô đi tiệc cũng quá đẹp luôn chị. Phối với trong váy rồi cũng quá đẹp luôn. Mã này chốt cho em là mã tay bo. Tay bo. Chị lấy cho hình để chị lấy cái áo đây nè. Ở đây. Tay bo. Lấy chậu hình. Chị đổi tím trúc có gì đừng có đổi mấy chị. Chị lần đổi khác em thương lắm khó luôn. Yêu miếng này em bắt luôn mấy chị ơi. Rồi đổi rồi nha em yêu. Hạn chế đổi giùm em. Tay bao xanh có 2 cái. Em chốt mấy chị bỏ xem và bé nhỏ. Bỏ xem và bé nhỏ. Ủa tay bo là chị nhớ màu tím luôn ha. Nói chung là mặc vừa hết mà quan trọng mấy chị có thích mặc phom ôm hay là không thôi. Đúng rồi. Xanh tay bo hết mấy chị. Xanh tay bo em hết. Nắng là có tiếng tay bo mà. Sao em trước mà. Ủa sao mấy mấy chị. Xanh tay bo chị Trang Thằng Thị á. Quay vậy hả? Giúp ở bên trên đi. Vậy là chị bé nhỏ không có đơn nha. Vậy là bé nhỏ chị. Không có nha em. Xin lỗi em Trang nghe chị không chị. Chị có ở dưới chị không thấy. Ô quên lên đây chị nhanh quá. Đó là cái mã lỗ á, nguyên cái trong mã lỗ hết á. Vậy là cái mã này còn 2 miền hay không? Rồi em qua mẫu tiếp. Hết tay bo rồi mấy chị. Mà nhớ còn trắng nè. Ở đâu? Ở dưới đó. Không có. Vậy là không phải. Trắng là của trắng ấy. Ờ vậy là hết. Trắng là của trắng này. Ờ. Giờ cái đóng đó là của tiên. Mã này đẹp quá. Mã nào mà chạy ra lùng hơn em một xíu nữa mặc quá đẹp luôn mấy chị ơi. Quá đẹp. Mã này chốt em mã nhíu nha mấy chị, nhíu đỏ. Có nhíu ở dưới eo này nè. Vàng tay bo không có. Đẹp, vàng tay bo không có, nhíu đỏ mấy chị yêu nhíu đỏ. Nhíu đỏ. Nhíu đỏ có một con em nhắc mày. Trong luôn. Nhíu đỏ nè. Nhíu đỏ nhíu tím. Đây. Nhíu đỏ, nhíu tím. Dạ, đằng thương là em bí á mấy chị. Em bí á chị Lý ơi. Nhíu đỏ, nhíu tím nè. Ủa, quá đẹp chưa. Rồi, em có nhíu đỏ nè, nhíu tím nè. Nhíu xanh nè. Nhíu xanh nè. Nhíu đỏ, nhíu tím, nhíu xanh nè. Nhíu đen nè. Nhíu đen nè. Đẹp chưa? Nhíu đỏ, nhíu tím, nhíu đen. Ai vô? Quả những ai chứ. Mở cửa đây. Trai gái thì mang được hết. Chờ chút em. Nhíu hồng, nhíu hồng. Và nhíu trắng. Rồi. Áo khoác. Áo khoác các trai gái đều mang được em yêu. Áo khoác bé dễ thương lắm. Trai gái đều mang được. Nhíu trắng. Rồi áo viền. Viền em còn 2 mèo. Viền tím và viền đỏ. Còn 2 mã áo thì em qua mẫu. Khoác riêng cho bé nha. Sọt em còn mấy cái em còn mấy cái ngố. Chị Nguyễn Phương bây giờ đừng. Bây giờ mà cự em ép nè.
26kg không có khó hả chị? Ủa nên mưa có bán nha hả? Có, bác nghĩ một xíu. Mã này em còn tím và đỏ nha. 26kg không vừa. Rồi mã này em còn tím và đỏ. Ai chốt mã này chốt em mã tím và đỏ nha. Em còn tím và đỏ. Rồi em còn tím và đỏ nè. Chốt em mã viền, viền tím hoặc là viền đỏ. Viền tím hoặc là viền đỏ. Viền tím hoặc là viền đỏ. Nhíu đỏ cho chị Trà Trương. Rồi áo thun phôm rộng giá nó là 55.000 nha mấy chị yêu, đủ màu luôn. Đỏ viền chị Liêu, Liệu Nguyễn. Cái áo khoác đằng sau lưng không có hai lem ký chị Tỉnh ơi. Nhíu xanh anh chú ơi, chị yêu Kiều Nguyễn. Rồi hàng áo phun phôm rộng 55.000 một áo, chắc rất là xịn sò. 55.000 một áo, hàng áo phun phôm rộng. Ai thích mẫu áo như em Thương đang mang, chốt cho em mã này là mã đỏ đô nha. Đỏ đô, mặc phối kiểu gì nó cũng đẹp hết đó mấy chị yêu ơi. Ok chị Kiều. Mặc dạ. Kiểu nào cũng đẹp. Áo khoác bé gái đằng sau lưng không có 24kg chị. Không có vinh, nó sẽ to thôi. Hàng phôm rộng mặc kiểu gì cũng đẹp hết trơn. Rồi em có đỏ đô. Rồi chốt em mã đỏ đô 55.000 nha mấy chị yêu. Đỏ đô 55. Chốt cho em mã này mã đỏ đô 55. Hàng phôm rộng. Phôm rộng dấu quần. Chị muốn mặc kiểu gì mặc rất là đẹp luôn. Còn áo khoác chị áo nhiều. Rồi đỏ, đỏ đô. Đỏ đô 55.000 hàng phôm rộng. Rồi đen 55. Đen 55.000, chốt em mã đen. Phôm anh như Thương đang mang nha. Tim đỏ là sao nè? Tím đỏ, tím tim đỏ. Tim đỏ là mã nào vậy chị? Nhíu xanh chị nhíu nhỏ. Đỏ. Chị nhíu đen thấy không? Không thấy nữa. Nhíu đen cho chị yêu Nghiêng Lê. Bạn chậm ghê ha, chị qua mấy mã rồi bị chút phải nhíu đi. Ừ. Mà nó không lên nữa. Không lên, nó không lên cái bình luận của mấy chị lâu đó chứ lên. Nhíu xanh. Nhíu xanh chị bé nhỏ, nhíu đen chị Nghiêng Lê. Chỗ nó rộng lắm. Dạ nói chung là em chỉ có size từ 20kg đó xuống thôi mấy chị. Hả? Chỗ nó rộng. Mã đen em lên. Ok chị Nguyễn Minh chốt áo đen em lên nha. Rồi đen nem lem, đỏ đô nem lem, xám nem lem. Ô mấy áo này mặc đẹp lắm mấy chị yêu. Sướng thoải mái. Mặc sướng thoải mái, không lo lòi bụng dấu bụng nghĩa trương. Mặc cực kỳ dễ thương luôn. Rồi em có xám nè. Xám nem lem nè, đỏ đô nem lem nè. À, xanh tiêu thụ. Ở bàn sale lưng chị đó, cho em một thằng. Rồi mã hồng ruốc 55. Áo dài tay tím. À cái tím viền đúng không chị? Tím đỏ. Em có tím viền đỏ viền thôi. Không có nào tím đỏ. Chị lấy mèo tím đó. Chị lấy áo mèo tím đó. Chị lấy tím tím viền đúng không? Báo em ha. Hai áo à, ok chị luôn. Lấy hai áo. Tím viền với đỏ viền luôn. Bả cho bả bình luận gắn gọn luôn. Tím đỏ luôn. Rồi có hồng ruốc đó nè. Đó hồng ruốc nè. À hồng đó hồng em có hồng ruốc nữa nha mấy chị yêu 55.000 phôm y chang Thương đang mang có giá gì được có chị yêu hơn mèo phạm thấy mà không đậm nào ta
Bữa chị thấy lá này xanh đậm hả? Xanh đậm có. Em còn đầy đủ không biết hôm bữa đã bỏ cho chị chưa hè. Chốt tin nhắn riêng hay chốt lên like đây nè. Chốt like hay chốt tin nhắn riêng này chị thấy. Em còn đỏ đô nè, đẹp chưa? Đó, cam nè. Nếu như mà chị nói im rồi là em bỏ đầu nha. Cam. Rồi xanh đậm. Xanh đậm. Xanh đậm. Đó. Rồi. Xanh đậm, xanh riêu. Mẫu 55.000 Thương đang mang có đầy đủ màu. Rất là đẹp. Rồi, nó mặc mấy cái phô má hay nè. Rộng lỏng đó. To quá chứ. Bà ốm quá mà. Rồi em Thương qua mẫu. À, khoác riêng cho bé nha, khoác riêng cho bé có size lớn này. Áo Thương mang đang mang phông rộng đẹp lắm đó mấy chị yêu. Không chốt cái áo Thương đang mang rất là tiếc luôn. Em chốt like mà chị gửi đi chưa? Chốt like là có. Chốt trên like là đường nào không có. Em gọi điện chốt đơn như này. Rộng. Rồi áo khoác dù em đang treo ở phía sau cho bé. Hiện tại bây giờ em còn size 18kg đó lại thôi. Có 3 màu, có size S, M, L và XL. Em đang treo ở phía sau đó. Khoác bé hiện tại bây giờ em còn size 18kg đó lại nha. Khoác bé hiện giờ em còn size 18kg đó lại. Hàng là hàng 2 lốp nha mấy chị yêu. Hàng 2 lốp nha, rất là đẹp. Hàng là hàng 2 lốp nha. Lốp bên trong là lốp vải, rất là mát cho bé luôn. Cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn sò. Đó, giá là 65.000 một áo. Rồi chị đã chốt, bảng mèo kèm theo số ký em Thương quốc xa cho nha. Bảng mèo kèm theo số ký, mèo em Thương có treo hết ở phía sau á. Mèo em Thương có treo hết ở phía sau á. Rồi em lên mã khoác riêng cho bé nha. Quần đùi riêng giả váy cho bé trước nè. Quần đùi giả váy cho bé em có size tới 30kg, 45.000 một quần. Hiện tại em có hai mã hoa cúc và gấu. Nè bự quá con. Phông rộng áo đen cho chị. Bích lon vỏ. Bích ok lon chị Bích lon nguyện áo đen. Chị bóc cho em cái áo đen. Không cái áo ốc 100. Rồi quần đùi giả váy cho bé nha. Nó là quần đùi nha mấy chị yêu. Quần đùi giả váy nha. Đó 45.000 một quần. Có size tới 30kg, mấy chị yêu chốt. Size này tầm 15 tới 30kg nha. Size 15 tới 30kg. Chắc riêng là chắc riêng co giãn. Hiện tại em có hai mẫu, mẫu gấu. Chắc riêng co giãn nha, quần đùi giả váy cho bé. Quần đùi giả váy cho bé nè. Đó, nó là quần đùi giả váy. Hiện tại em còn mẫu gấu và mẫu. Còn mẫu gấu không như mấy chị hiểu ha. Mẫu hoa cúc còn 2 nè. Nói chung là hầu sáng em nó gọi điện cho chị để chốt hàng chưa chứ. Em tìm ở trên Amazon Vinbox đó là em biết bữa chưa. Rồi 45.000 một quần đùi giả váy cho bé. Ai thích mã gấu chốt em mã gấu kèm theo số ký. Mã gấu một xíu ký ok em Đào Minh Thư. Lấy con một quần 27kg mẫu hoa cúc. Mẫu hoa cúc 27kg hết size mấy con ơi. Chị Phạm thấy chưa gỡ nha. Mấy chị gửi trước đây chứ. Hàng em chưa biết khi nào. Áo cũng chưa biết khi nào về. Mà biết chừng nào chờ mấy chị yêu. Mẫu hoa cúc em còn size cỡ 19kg. Chị Phạm thấy như lúc sáng gọi chị không như mé đúng không? Vâng nên là biết. Đây là 27kg thôi. 27kg cho con Thình Thí Hồng. Đào Minh Thư 16kg. Thí Hồng 16kg số nhỏ nhất. Mã gấu. Gấu 16kg. Lấy cho con mẫu ấy rồi. Mã gấu 26kg cho Nguyễn Tiếp. Ta chuyển qua đây. Đào Minh Thư em. Được rồi, cái này được hơn. Đào Minh Thư 26kg. 26kg. 26kg.
sinh co giãn nha mấy chị yêu. Quần giờ mấy 30 kg con? Có. Ho cúc 22 kg. Ho cúc 22 kg chị ho hình. Còn một quần nữa. Mà gấu 30 kg ngặt hiền. 27 kg bích long miễn. Nhập hiện có số điện thoại nha. Nhập hiện chịu vô nhà có lấy. Vô nhà lấy cũng lên số điện thoại làm xe đẹp lưu thông tin. Không cần phải ái nữa mấy chị yêu ơi. Toàn bộ cho em xin số điện thoại. Lỡ chị em vô nhà lấy em thương gọi. Có nhiều trường hợp lém thằng á. Bí nó có mông. Vậy bỏ là có phong cúc lấy mà gấu nữa đi lên. Mà gấu cho rộng rộng. Lấy hai chị yêu nó mẹt chung không? Một ao nhíu mèo về chị Thu Lưu Trinh ơi. Chị Bích Loan có rồi không em? Ừ, vậy là còn ở đây nha. Bích Loan Nguyễn ho cúc chưa có. Bích Loan Nguyễn nó bẻ ho cúc á. Ho cúc 27 kg. Hay là chị đưa cho em, không thấy hồng ấy. Ừ, đảo qua. Vậy 27 kg thôi, chị Loan Nguyễn này. Rồi 45.000 một quần đùi giả váy cho bé. Một áo nhíu trắng. Một áo nhíu trắng cho chị Thu Lưu Trinh. Ok con. Quần giả váy một cái 23 kg Thu Lưu Trinh luôn. Rồi ok. Thu Lưu Trinh 23 kg. Hai quần riêng 13 kg trên người. Rồi em lấy chị rồi chị Mỹ ơi. Hai quần riêng 13 kg. 13 kg hơi rộng á. 13 kg nó hơi rộng á mấy chị yêu. Nếu mà đồng ý thì em thương chốt. Phô là tầm 15 kg đó lên đi. Phô này 15 kg, 15-30 đi mấy chị. 12 kg rộng á. 15-30. Do chắc nó co giãn bởi chân váy nó mình mặc ôm ôm nó mới đỡ tạo. Rồi ai chốt nữa không? 45.000. 45.000. Em còn mấy cái áo hấp đi. Còn mấy cái áo hấp đi cho bé nè. Mày cưng lắm. Lấy thêm cái trắng cho cha mày. Tạo chưa? 25.000 một áo nha. Áo hấp hấp đi cho bé 25.000. Ok chị ho hình dùng. Dùng đơn á. Đây. Tầm form này tầm 12-13 kg đó lại nha. 12-13 kg đó lại. 12-13 kg đó lại. Áo khóc bé 65.000 chị Thu Lưu Trinh ơi. Áo khóc bé là 65.000. Áo khóc đi thường đang cầm là 25.000 được chưa? 25.000. Rồi chốt cái em mã này là form này là 12 kg đó lại. 12-13 kg đó lại. Chốt em mã áo trắng. Áo trắng 25. Rồi áo hồng form 18 kg đó lại. Áo hồng này form hỏng 18 kg đó. Cỡ 15-16 kg đó lại nè. Áo hồng form 15-16 kg đó lại. Chốt cho em mẹ áo hồng. Ai sao kê mặt chắc rộng quá ha. Để là mặt chuẩn bị lạnh thấu xương á. Cũng bị lạnh đấy. Rồi 15.000. 15.000 form 15 kg đó lại. Chốt cho em mẹ 15. Áo hồng. Không bẻo lấy, chị lấy người khác cũng được. Để nó bẻo bên hông. Rồi 15.000 chốt cho em mã thỏ 15. 15.000 chốt thỏ 15. Lấy về mặt mấy chị ơi, chuẩn bị mùa nó lạnh tê tái luôn. Áo nỉ có lớp lông bên trong luôn. Rất là ấm cho bé luôn. 15.000. Rồi 15.000 chốt cho em mã là mã hồng. Phôn tầm 12-13 kg đó lại nha. 15 với chị Gia Hăng. Rồi thỏ hồng 15. Thỏ hồng 15. Tím 15, form 15 kg đó lại. Tím 15, form 15 kg đó lại. Giờ cũng gần hết là mấy chị một đơn Gia Hăng để giờ có đơn có thông tin gì em. Ừ. Không mấy chị chung rồi. Nhưng mà chốt đủ đơn nha mấy chị. Mua đủ đơn giúp em Thương nghe.
Trắng 25 ngàn nè. Trắng 25. Chốt em mã trắng 25. Mùa này mặc ấm cho bé chị ơi. Áo lỉ hả chị? Áo lỉ không có. Ta để cho chị Trang áo hết đi gì. Đồ dài biết ra bao nhiêu ký chị? Áo khóc trên tường có 20 ký không? Dạ hết chị, khóc trên tường về còn 18 cái lỗ xuống thôi. 20 ký hết size mất rồi. Đó là miếng áo đi. Có bộ dài tay con trai em còn size nhỏ thôi chị yêu, size 18 cái nữa lại. Rồi em còn mấy cái áo khóc xả 30. Trắng 25 chị on hình. 30.000 nha. Cái này hay cái kia. 30.000. Rồi khóc 30, em có size từ 18 cái nữa lại. Mấy chị chốt kèm size giùm Thương để em Thương bắt. Rồi khóc hồng 30. Khóc hồng 30 em có size nha. Khóc hồng 30 em có size. Khóc hồng 30 em có size. 18 cái đó lại. Mấy chị yêu chốt đi. Khóc hồng 30. Rồi bộ này. Bộ cho bé trai bé gái. Bộ em có cho bé trai và bé gái luôn mấy chị yêu. Bộ bé trai bé gái đều mang được. Nhưng mà rắc tiếp lại giờ còn phôn 18 cái đó lại hè. Áo len chứ còn có tầm lên được gái thôi hả? Nếu quá, mày cái nào cũng khổ quá à. Ăn gì đâu mà con nhà đại gia mà ăn ốm dữ. Ok chị Kiệt lên đồng. Ok. Áo lỉ không có 24kg. Có áo dạ tê cho bé 22kg không? Dạ không. Dạ không chị Hoa Hình ơi. Rồi em còn bộ nè, bộ cho bé nè, 45 ngàn một bộ nè. Đó, bộ dài cho bé. Dạ. Nhưng giờ em còn xa từ 12 tới 10 tới 18 kg thôi. Em còn xa 12 tới 18 kg. Lên lại quần riêng đùi em coi chạy rồi, ok, lên liền. Quần riêng đùi cho bé hả em? Đùi giả vé hả? Rồi bộ đỏ kèm theo size giùm em Thương, 45 ngàn. Chị Ngọc Hiền lấy size nhiêu ký chị Ngọc Hiền? Khóc hồng 30 chị lấy bao nhiêu ký chị Hiền ơi? Có không có 14kg em Thương Trần chốt đây đừng có hỏi mấy chị yêu chốt đây cái là có em Thương chưa có mà không là em Thương chưa không hỏi mấy công trả lời qua rồi mấy chị lại chốt nữa là nó bị rối với em mà cũng lâu mấy chị nữa mấy chị cứ chốt rồi đỏ 18 đỏ 15kg bộ đỏ 15kg em Phương Chi lấy số năm ở số mấy số xé không đỏ 15kg cho em Phương Chi đỏ 15kg cho em Phương Chi. Rồi em có xanh riêu nữa nè, xanh riêu. Bộ này nó mấy chị mặc mãn mùa thiên thu luôn, bao giờ hơn luôn á. Chắc là nó dai mình ghê lắm. Rồi xanh nè, chốt em bộ xanh nè. Xanh nè, bộ hồng nè. Chị chốt xanh. Bộ dài bé gái 12kg. Bao nhiêu ký? 12. Mè nào cũng được hả chị yêu? Chắc vậy bé gái. Mè nào cũng được nha, em lấy chị mèo hồng đi. Mèo hồng bé gái cho chị nha. Lấy mèo hồng hử. Rồi bộ hồng. Bộ hồng gái trai đều mang okay, được. Ok chị Phương Chi 16kg hả? 16kg áo khóc đi khóc 16kg khóc đi. Bộ hồng cho bé gái nè con thỏ nè bộ hồng cho bé gái thằng con thỏ rồi 45.000 okay, em coi chị Hiến Trần đỏ 15kg cho anh Hình đỏ 15kg cho anh Hình rồi đỏ đô 15kg không ok 45 ngàn đó chị yêu dấu của em ơi 45 ngàn em còn 3 màu em còn một màu xanh đây nữa cái không có số chị đỏ đô xanh riêu và hồng ừ bao nhiêu ký đó ba đó Kim Quốc Phạm đỏ 15 đỏ 13 ký Kim Quốc Phạm 13 ký nó hơi rộng rộng xíu nha em 13 ký nó hơi rộng xíu con bé chị 13 ký mặt nó hơi rộng xíu dường 16 ký đây đỏ 13 ký chị dục lá rồi in đi rồi em còn hồng nè đỏ đô nè xanh riêu nè 45 ngàn bộ hàng này thiệt sự mấy chị mua ở chợ là 80-90 ngàn em nói thiệt chứ không có xạo luôn kho nó giờ em sẽ giùm á mấy bữa em xả là 55 ngàn bộ em kiếm 10 ngàn còn bây giờ em xả hết cho họ luôn xả 45 ngàn nè em xả hết cho họ luôn á không có ngàn nào luôn nha mấy chị yêu để em hai bộ cho bé gái 17kg ok em yêu hai bộ cho bé gái 17kg đỏ 15kg nữa bé gái 15kg còn 17kg
cỏ 13 ký kia. Này hàng bỏ chợ bán 85-90 ngàn rồi mấy chị yêu. Hai thật quên hai bộ lần rồi. Liếm trần không? Ờ, hai bộ. Ừ. À, cái bộ hồng của đã đưa đi. Bộ hồng của bộ đã đưa rồi. Ai nữa? Hồng một bộ, xanh một bộ, 13 ký. Ok. Hồng một bộ, xanh một bộ, hồng một bộ, xanh một bộ. Rồi. Em còn không, em không có xanh 28 ký. Chốt cho Đinh lời rồi nha em. Rồi em còn xanh riêu nè, 400 ngàn nha. Còn xanh riêu nè. Em còn hồng nè, đỏ đô nè. Bộ này em có chốt sót không chị Dục Quang là đủ á. Không, đủ chứ hết mà. Cái đây có bộ nãy giờ để xuống đất hết nè. Đỏ đô nè, xanh riêu nè. Từ chị Hương Phạm đổi lên cái máy đâu. Hương Phạm nè, Kim Oanh Hình nè, Kim Phúc Phạm nè, Miếng Trăng Minh Lời nè. Hết rồi. Chị không có size lớn, có size nhỏ không nè. Và đây là xanh no, xanh lá nè, xanh riêu, xanh lá nè, như hồng. Một đỏ, một riêu. Bao nhiêu ký chị Duyên Thảo ơi? Bây giờ chốt ký nó để em Hương mới biết bóc. Chị Duyên Thảo cô chị không vừa đâu. Rồi 45 ngàn, em còn size 18 ký đối lại thôi nha. Còn size 18 ký đối lại thôi mấy chị yêu dấu. Đó, đỏ đô nè, xanh riêu nè. Màu đỏ 15 ký chị Trịnh Mặn. 15 ký chị Trịnh Mặn không? Đỏ 15 ký. Cái này em nói thiệt luôn là em xả dùm cho xưởng mấy chày không bữa em xả 55 ngàn kiếm 10 ngàn tiền công. Bây giờ em xả hết luôn cho trả về cho họ cũng áo không người lớn chị đang chưa về chị đang khuy ơi. Mai nay hàng về đầy đủ. Lấy em bộ đỏ xanh riêu nha chị. Bộ đó xanh riêu hả? Một áo trắng. Một áo trắng nào? Áo trắng nào đây? Áo trắng là em Đinh Lời Lê Thị Tinh Tinh lấy. Một bộ xanh riêu nha chị. Xanh riêu yêu ký em yêu Duyên, Duyên Thảo. Thôi Duyên Thảo này chốt mềm nhỉ. 17 ký nhưng mà cô chị không vừa đâu. Mất công cầm về cầm ra. Không bự lên đi. Chị ấy cái bữa chị ra chị thấy cái bộ đồ chị chơi ngắn đó mà. Chị kêu số xéo ngắn con chị mẹ không được đó. Nhìn chị ấy. Bí mừng 2 ký là mặt hơi rộng một xíu. Em có số đây là mừng 2 ký hơi rộng một xíu em kèm Hương Phạm được không? Mình mặc nem nem sang nem mình mặc nữa. Do cái hàng này nó chắc lắm. Chị Lê Hiện Tinh là xanh riêu 13 ký. 13 ký xanh riêu không? Đấy. 12-13 ký nè. Mặt nó hơi rộng rộng xíu chỗ mấy chị yêu. Ai nè, 23 ký nè. Được cái gì mình được. Có nửa lông nè. Xanh riêu hết xanh em rồi đi. Chút xíu mà được. Dạ. Bây giờ xanh riêu hết cái số. Lấy cái số mèo mèo đây nữa mấy chị yêu. Đây đây, xanh đây được không? 12-13 ký nè, em bóc xa đây nè. Nó hơi rộng một xíu được không? Tinh Tinh có ok thì chốt. Đây, Tinh Tinh dưới lệ chị Vương Phạm á, ok thì chốt nha chị yêu. Coi do con bé em cũng lấy nó mặt nó hơi rộng một xíu. Cho nó hẹp cho ấm. Đây nè, bây giờ em còn mèo đây. Đó, em còn mèo đây nha. 45 ngàn một bộ. Bộ đỏ chốt rồi chị Trịnh Mặn nha. Em chốt chị đâu chạy rồi, lấy 2-3 bộ về mặt thiệt sự luôn mấy chị. Cái vải này mặt nó sướng lắm. Nó chắc nữa. Mà ấm cho bé nó nè. Đó, bộ đây được không em Vương Phạm với lại Tịnh Tịnh gì ơi. Ok thì chị Hương lấy bộ đây nha. Ok, Hương lấy bộ đây. Rồi mấy chị thích bộ mèo gì nữa thì chốt. Hồng nè, đỏ đô nè, xanh riêu nè. Đỏ, xanh riêu 13 ký, lấy hai cái. Xanh riêu không có gì Tinh Tinh, giờ em có xanh đó thì chốt. Dạ, báo. Lấy xanh đây cũng được mà, xanh đây cũng đẹp mà. Cái đỏ không? Đỏ. Đỏ, hồng. Rồi. Rồi, chốt đâu rồi mấy chị ơi, chốt đâu đó. Rồi. Rõ đô 16 ký với nhạc trương. 16 ký đây. Mùa nàng xem lấy bao nhiêu đồ xuống cho con em mà mặt cũng không đủ mấy chị ơi. Nó hẹp nó đái dữ quá. Nó hẹp nó đái dữ quá là mình giặt nó không khô nữa. Mỗi lần đi hẹp bỏ ba cũng bộ đồ mình về lúc nào mình thiếu. Giặt xe không khô đâu không kịp đâu. Cô đừng có khui mấy cái đó. Người ta chốt rồi, nên đó. Đừng khui ra. À, chốt là con coi khui ra sợ nó rớt cái phiếu quá con. Rau. Nếu em 8 bộ má lấy xuống 2 bộ thành 10 bộ mà mày cũng không có đủ mùa này. Chiến đấu không đủ còn một bộ mèo bò nè. Còn một bộ mèo bò sai 15 ký lại okay nè. Chốt không? Vương Phạm chốt một bộ hồng một bộ xanh lá cho biết 12 ký á. Rồi chị okay. Lấy cho. Rồi đâu? Chị bỏ ra cho em rồi mà. Đâu có đâu, cái này là của chị ấy mà, của chị Tinh Tinh mà. Bao nhiêu em?
12 kg đỏ với xanh. Em còn một bộ đây, phô 15 kg lại, một bộ duy nhất mèo này rồi hết luôn. 22 kg em không có, 25 kg không vừa, 25 kg không vừa. Ngọc Trương chốt rồi không đi. 24 kg không có. 50 cm. À cái quần thì yên tâm đi, em sợ cái áo thôi mấy chị ơi. Quần là yên tâm, sợ cái áo thôi. Cái này 18 kg thay số xéo thôi mấy chị. Nãy chị hàng là mấy chú không được đâu. Con ba mẹ cần số 7, số 8 không. Tôi để em biết, không biết sáng bằng 9 kg hay sao. Út nút á, nó mặc được mà. Cái chị đó chị ra đây rầu, ra mấy lần rầu. Cầm số xéo hoài rầu, không có dừa, không có lấy, không có lần nào hết á. Bảy là chị Nguyễn Amina đó. Rồi em qua mẫu nữa nha. Em còn ít đùi riêng với lại ngố riêng. Đùi riêng với ngố riêng. Mua quần đùi rồi mua áo, áo không không rộng nhà em nữa rồi về mặc. Có áo tính gái không? Áo tính mà sao chị Linh lời? À, áo lỉ hả? Áo lỉ bé gái hả chị? Em không có áo lỉ bé gái mọi người ơi. Có bộ bé gái 18 kg và trai 8 kg không ạ? À? Có chị Lê Hề Liệu. Có chị Lê Hề Tinh Tinh ơi. Chốt chị rồi nha. Có rồi mấy chị yêu. Wow, hơi mệt quá. Bộ nói chung là từ 15 cái trở xuống là số này mới chạy, còn 17, 18 cái là số sáng nha mọi người. Rồi em còn ít quần đùi. Có chân ve ring nè, đẹp chưa? Size này là size S, form này là 50 kg đó lại, đẹp chưa nè, đó. Quá đẹp luôn. Rồi 50.000 nghe, chốt cho em mã này là mã 214. Có người lớn chưa lên, chưa về mấy chị, mai mới về. 214 nha mấy chị yêu, mã này là mã 214. 214 nha, mã này chốt cho em mã 214. 214 50.000. Quần nó bí mi mặc được không? Mình mặc cũng được mà, bí mi nó mặc cũng được, nó coi giãn mà. Rồi đùi riêng 50.000, form này co giãn thật kỳ đã luôn các chị. Riêng này co giãn đã lắm, form này 55 kg mang vẫn được luôn á. Đó, đẹp chưa? 40 tới 55 tới toàn bộ là lưng siêu cao hết nha. Lưng cao giống như quần Thương đang mang này, toàn bộ là lưng cao dài hết trơn á. Mặc cái áo laptop mà nãy mấy chị mua nhà em Thương á, mặc quá đã luôn. Hoặc là mặc cái áo form rộng ở như Thương đang mang này cũng quá đẹp luôn. Con mày dính mày vậy. Đó. Lên ngố rau, bây giờ chị lên ngố còn có mấy cái đùi xem chị qua ngố đi. Rồi mã này chốt cho em mã 809. Mã 809. 809. Rồi quần này có khóa kéo ở phía sau, lưng này lưng siêu đỉnh, form này 60 kg nha chị nào mặc. Chốt cái quần này. Form này form lưng cao siêu đỉnh, có khóa kéo ở phía sau. Đây ạ, 50.000 nha mấy chị yêu, 50.000 nha. Bao đẹp nha mấy chị luôn. Đẹp chưa? Mã nhiêu em? Mã 127. Rồi mã 127 form 60 kg. 809 cho chị yêu on hình. Rồi 593 nè, 593. Quần đùi ở trong quá anh em 50.000 nha mấy chị, ngố là 69. 50.000 một quần. Rồi mã là mã 593, size là size S nha, size 809 S. Hết mấy chị. 52 kg đó lại, 52 kg đó lại, chốt cho em mã 593. 593 lưng này mấy chị ơi. 127 chị bé nhỏ. Toàn bộ là siêu cao. 127 là cái có kéo phía sau nè. Bạn cầm có. Em nói để đây mà. Coi thử đi. Kéo đi. Mã 593. Chị nói chị bóc luôn á, chị để đâu đó không? Không, chị đâu có bóc. Em cầm rồi chị biểu em đọc mã máy, em có bóc lộn như kia không? Đây là 809 mà. Chứ chị đâu có cầm đâu. Cái đó là để lấy đây. Em cầm mà. Em cầm chị biểu em đọc mã máy cho người ta đó. Mã 127. Đây nè. Chờ người mua cái dài đi. Mình chưa mua mình dài. Ai nữa nè, nó nhỏ nữa nè. Cái gì má? Đó, được đó. Đó, cái quần đùi nó bị lực mà kia nè, cái mặt cái áo phông rộng vậy đó. Rồi mình thả cho áo đó. Rồi mã là chốt em mã 703. 703 size S, hàng co giãn cực kỳ, ngố nữa luôn.
cái này là ngố nửa đuôi vậy nè. Đó. Không phải xác là dân lương mà nó ghi đây. Rồi, cái này chốt cho em mã là mã 703, 703. Chốt cho em mã 703. Nó nhỏ mà. 703. 703. Không cái đây. Ừ, cái này nhỏ nè. 703. Đây. Chân váy đẹp chưa mấy chị yêu? Chân váy quá đẹp luôn. Thì bữa em ham hố em giành lại mà thấy chân váy của em nhiều quá. 592 size M, form là 55 tí đó, lại mang vô tư luôn. Rất là đẹp. Rồi chốt cho em mã 592, 50.000. 592. Rồi mã 705 size 27. 55 tí đó, lại mang vô tư, chắc co giãn cực kỳ. Chị Thi Thi là chị vô nhà lấy em Ngọc Trương ơi. Em nhắn chị đây, chị mà vô nhà lấy, bởi vì chị thật đang không có đơn ở đây. Quả chị Thi Thi đang có đơn đây hả? Ờ rồi vậy em nói chừng đây, chị Thi Thi vô nhà lấy thì chị đưa luôn nha. Dũng có chuẩn bị luôn. Rồi 705 size 27. 705 size 27. 232 size 28. Size 28 này không co giãn nên form 50 kg đó lại thôi nha. Bạn form cái đóng dục quay chị đi. Đừng đi. Ờ máy đóng đó nữa, dục hết rồi chị lai luôn. Rộng ấy. Cái chân dài này dễ thương quá ha. Thì lấy cái này. Chị Nam Trương không còn nó không đẹp. À không muốn mấy anh em tìm mấy con này thì con mới đi đỡ. Mã đẹp quá mấy chị ơi, 129 ngàn. Cái quần ông ấy này. Đẹp ấy, từ lên mấy chị. Đẹp lắm đó ha. Đẹp quá, đẹp quá mấy chị. Những mẫu này đẹp quá. Mã này đẹp quá. Phía sau nó cũng có thiêu chuẩn nước kỳ luôn này. Đẹp ghê không? Form này 55kg đó lại mang được luôn, size M. Chốt cho em mã là mã chuột Mickey, mã chuột ơi, mã chuột 129 nha. Chốt em mã chuột nha, mã chuột. Mẫu đẹp. Mã chuột 129. Mã chuột 129. Cho em coi mã 232 hả? 232. Đây. Có một ngố chị lên liền. Rồi mã 274, 274 52kg đó lại, 274 50.000. 274 50.000. Mã 232 là chắc là nó không co giãn. Mã này nếu mà lái đưa chị 39 ngàn đây, 39 ngàn đây, chắc là không co giãn. 232 size 28. 232 size 28 nha. Form này tầm 50-52 kiếm lại thôi. Em có đồ dài tay mới lên thôi chị ơi, không có hàng cổ lọ đó chị. Ờ, không có hàng cổ lọ. Chân váy 214 nè. Chân váy 214 quá đẹp, form 52 kiếm lại. Mã 214. 214 nè. Rồi đùi riêng 35 ngàn. Đùi riêng này 35 ngàn, size này size 55 kiếm lại. 55 kg đó lại. Chốt em mã 35 luôn. Chốt em mã này mã 35 luôn. Mã 35. Đây người đẹp này. Chùa của chị Lê thì tinh tinh. Chùa Lê nó không có coi giảm mà giống như chị. Chuột Lê thì tinh tinh này. Nó quần này đẹp quá chị ơi. 232 chị anh hơn. 55 kg đó lại. Cái này có gài vô dài nha. Đó, full phi gài vô. Full phi gài vô nha. Mấy chị muốn rộng muốn chặt thì gài, muốn rộng muốn chặt cái lưng là mình gài vô mức 1 hoặc mức 2. Rồi mã nó chốt cho em là mã 50 mã bao nhiêu? Chưa có mã. Ta size L 55 kg đó lại là mấy chị yêu quần này đẹp quá à. Mấy chị em chốt là em thương chốt luôn á. Rồi mã đẹp đây, chốt cho em mã đẹp 50.000. Mã đẹp. Mã đẹp 50. Quần là y chang quần thương đang mang luôn này. Lưng cao. Lưng ok chị ơi thì tinh tinh. Lưng cao đẹp lắm mấy chị yêu ơi. 55 kg đó lại mang vô tư. Rồi. Không, cỡ 52 53 kg thôi. 52 53 kg. Mã này chưa like sao chưa có mã luôn. Ghi mã. Mã gì cũng được. Size S đi, chốt cho em mã S đi mấy chị yêu. S chữ S á. Chữ S 50.000 size S. Ủa mấy cái ngô riêng à. Đúng nào quên ngô riêng để bỏ riêng này cho con đi rồi chắc online luôn em. Lấy nó im ru nữa. Ta xem xếp bỏ ra luôn. Ngố này đẹp quá, 52 kg đối lại. Đẹp chưa? Quá đẹp, lưng là siêu cao hết mấy chị ơi. Chốt cái em mã này mã 287 nha. 287 69 ngàn. 69 ngàn 287.
Mã 287. Rồi mã này đẹp quá. Em không cầm bút lông vô đi. Trong học có đúng kìa. Con nghĩ vô cầm y chang quá. Lì ớt sợ luôn. Áo phía sau là em muốn áo thun hay là áo khóc bé? 232 39 cái cho em ơn thần điểm chốt cho. Rồi. Rồi, mãi là đẹp chưa? Size 28, 55kg đó lại. Em muốn coi áo thun của mình hay là áo thun của bé vậy? À hay áo khóc của bé. Rồi chốt em mã 28 luôn, size 28. Size 28. Size 28. Rồi chờ xíu, từ từ bình tĩnh chị lên cho. Rồi mã 95 size 26, 52kg đó lại. Mã 95 size 26, 52kg đó lại. Rồi 100, mã 125 size S 69.000 nha mấy chị yêu. Đó, form này 55kg đó lại mang được luôn nha. Đẹp quá. Rồi mã này size 55kg đó lại nè mấy chị yêu ơi, mang đẹp lắm. Cho chị xem bộ bé gái 18kg được không chị mới vô. Em chỉ còn mẫu nó như thế này thôi mà đã đủ mèo nha chị. Em chỉ còn mẫu này mà đủ mèo thôi, 45.000 một bộ nha. Mẫu thể thao này thôi mà đủ mèo, 45.000 một bộ. Đó. Rồi size 28 nè. Đó, mẻ này size 28 nha, size 28. 55kg đó lại, size 28. Áo thun là áo chị Thương đang mang đây nha. Hàng thun thun rộng dấu quần, ở như Thương đang mang đủ mèo luôn. Đen, đỏ, xám. Đây là hàng áo Thương đang mang, 55.000 một áo, có đầy đủ mèo luôn. Xám nè, cam nè, quên xanh chứ quên, đỏ đô như Thương đang mang nè. Mèo xanh riêu, có đen và xám nữa. 55.000 một áo, hàng phôm rộng dấu quần. Chắc bao đẹp. Rồi quần lưng thun phôm 60kg mang được, chốt cho em mã 13. Mã 13. Cái đang cầm có diễn hay có sao bể không chị? Không em yêu. Nói chung mà có sao mà đẹp sai nói nha mấy chị. Hàng đã 27 chốt 28 cũng được mà. Hàng coi giãn mà, đẹp cực kỳ thoải mái. Đó, chị anh đồng chốt thì báo này lưng thun này. Lưng thun nha, lưng thun. Phôm này 60kg mang vô tư. Rồi chốt cho em mã 13. Mã 13. Đây này chị định để cái ra cho cao thí nha. Rồi mã này chốt cho em mã 803. Mã 13 chốt cho Nguyệt Minh. Ok, Nguyễn Minh mã 13. Rồi mã 803 size 26. 26 form này coi giãn 55kg mang cũng được luôn mấy chị yêu. Rồi chốt cho em mã này mã 803 69.000. 803. Bôm Hà Nhân Tuyền. Ai vậy? Nhân Tuyền. À, Nhân Tuyền đã từng bôn hàng nhà em Thương Rầu ở đâu? Ở cây sen Hội Hương. Cây sen Hội Hương hả? Ừ, ta biết về chữ bôn hàng đó. À đúng rồi, Nhân Tuyền ơi, nghĩ sao mà em còn vô chốt được, chị cũng không hiểu em luôn á Nhân Tuyền. Gọi chốt đơn thì được, nhưng mà gọi phát hàng em 100 lần không được, không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Không, đi ra khỏi mua hàng nhà chị Thương nữa nha em yêu của chị ơi. Mua hai đôi dép chị phát hàng cho em, chị quỳ chị lệ luôn á. Rồi bôn hàng trả về cho chị rầu. Cây sen Hồi Hương đúng không? Chính xác. À, bộ bé trai 8kg không em yêu? Bé trai 8kg không có. Quần đó có size 35kg không chị? Quần đó là quần nào em Hương Trương ơi? 8/3 chị Kiệt Linh Đồng. Là để quần ở trong cao thí, ông cao thí nó mua mặt đẹp quá dặn thêm mà tìm chưa ra quần dài. Rồi ok, em Việt Nu lấy một cam một đỏ, đỏ đô như chị Thương đang mang và một cam như Thương đang mang và một cam. Rồi đỏ đô và cam nè, rất là đẹp luôn. 55.000 một áo, bao đẹp cho mấy chị.
quần này quá đẹp luôn đó chị yêu. Quần này không có cái số để đánh mã, nhiều cái chưa là chưa đánh mã em yêu à. Mã 690. 690, form này nó cũng lưng thun nè mấy chị. 2-3 cái là không còn. Lưng thun rất là đẹp nha. Đây, lưng thun nè. Lưng thun nhưng mà nó lại giả dạng lưng bo. Đây nè. Đây, đó, đó là lưng thun nha. Đó, form này ngô ngố trên đầu gối, 55kg với lại mang vô tư. Nó co giãn. Mã chốt cho em là mã 690. Tuấn ba gác không gọi gì vậy? Tấn gọi hay nó hỏi đếm hàng xem chưa, em nghi đây kêu đếm xem hết hàng xuống chở. Alo, dạ hết rồi, xuống chở đi. Mình không được bao trọng xuống chữ mình không ở thấy gì đó này. Mưa sao? Mưa thế ướt phải hộp hết thôi. Ra dùng bao đi, có bao không? Không biết nữa chứ, bao để vào nhà kho cũng bị ướt như vậy. Thì cũng biết đó. Cho em một bộ đồ dài tê cho bé bao nhiêu ký, tin lời ơi, bao nhiêu ký em yêu? Mấy quần ôm này đẹp quá. Mã 227 size S 52kg đó lại này. Size S 2. Mã 227 size S. Rồi mã 301 size M. 55kg đó lại mang được. 301 cho chị 42kg em. Là cái nào chị Ngọc Hiền ơi? Cái nào chị yêu? Chị Ngọc Hiền cái nào chị? Cái nào ạ? À? Cái nào 52kg? Sao giờ em làm miếng lao quần ring dữ ta? Mấy chị có nhu cầu mua quần ring dài không? Chấm bà đi, em chuyển qua cái đóng quần ring em lao cho mấy chị. Do em đang ngồi phía đây nó không có quần ring. Mấy chị có nhu cầu mua quần ring không? Chấm lên đi, em thương quê qua lao cho. Quay qua lại like không, em lấy áo thun ra nữa nha. Áo thun này em chưa xếp mẫu thành ra em chưa like được để chị cầm. Cái này lễ thì bao nhiêu mua? 50 13 kg. Mèo nào cũng được hay sao em? Đinh lời. Lấy em cái mèo cam và mèo riêu chị đang mặc. Ok em Lê thì tình tình. Mèo cam và mèo riêu. Mèo riêu và mèo cam này. Đó. Riêu và cam. Chị đang mặc, Thương đang mặc là đỏ đô á. Đây là riêu và cam. Rất là đẹp luôn. Đi dạ. Riêu và cam. Đánh lười lấy mèo nào cũng được ấy. Áo khoác gió cho bé 65.000 nhân em. Riêu và cam cho Lê Thị Tinh Tinh. Ủa liễu, Lê Thị Tinh Tinh có điện thoại chưa? Sao chị không thấy? Dạ. Lê Thị Tinh Tinh nè. Có điện thoại đâu? Hào nào, của đơn trước em. Cho đơn thoại nè. Ở trên sao mà? Chưa có. Lê Tinh Tinh ơi, lên số điện thoại đi em. Bê không chốt đơn mà không có số điện thoại là chị Thương khép nói nào. Lên số điện thoại đi em ơi. Em chưa lên một cái thông tin gì hết trơn á. Lên số điện thoại giùm Thương đi mấy chị yêu ơi. Lên sân họ đem yêu ơi. Lê thì Tinh Tinh lên sân họ giùm Thương nghe. Mèo đỏ ok 13kg cho Linh lời. Mèo đỏ 13kg cho Linh lời. Hả? Hả? Cái này nè. Sợ cho nó không lọt cái bàn chân luôn. Mẹ đỏ một 3 ký cho Linh lời. Tinh Tinh lên xong họ nha. You so